chương 1880, không đề. Song phương đánh cờ, một bên là một người trẻ tuổi. Hẳn là người lần này trổ hết tài năng bước vào trảm trần cảnh. Bên kia là một lão giả, mặc trường bào màu xám, trên mặt có nếp nhăn, tóc màu trắng. Lão giả này lại là nhị trảm, lăng hàn có chút kinh ngạc. Hắn vốn trưởng rằng thần khí không gian này chỉ là một tòa hành cung của Phó Hiểu Vân, xem ra hiện tại dường như không phải là như vậy. Nếu như chỉ là hành cung, vậy làm sao có thể có một vị đan sư tiên cấp, còn có ít nhất hai cường giả nhị trảm. Đoán chừng, có lẽ là những người phó hiểu vân mời chào, cho nên mới mang theo người. Nếu không đổi lại là bình thường, thần khí không gian như vậy nhất định là thứ phó ra để đó. Không nói tới chuyện khác, chỉ tính riêng hướng nghiêm luyện chế ra phong hỏa cửu vân đan đã đủ để khiến cho đại năng tiên phủ cảnh đoạt nhau tới mức máu chảy đầu rơi rồi. Phốc, đúng lúc này, chỉ thấy người trẻ tuổi đánh cờ đột nhiên phun ra một búng máu tươi, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, thế nhưng hắn lại nhìn về phía lão giả, hỏi ta kiên trì bao lâu rồi nửa nén hương lão giả áo xám lạnh nhạt đáp lại một câu rồi lắc đầu nói đáng tiếc không có cách nào vượt qua kiểm tra lăng hàn hỏi một chút mới biết được cần phải đánh cờ với lão giả này lại phải kiên trì được một nén hương thì mới có thể coi như vượt qua kiểm tra nhưng nếu không có cách nào làm được như vậy cũng chỉ có thể đi theo đường cũ mà về ai tới tiếp lão giả áo xám quét mắt nhìn mọi người một vòng có ít người lập tức lắc dầu cũng không có quy định nhất định phải đi từ nơi này vô luận lên núi từ nơi nào đều giống nhau. Chỉ cần có con dấu là được, đi tới núi bên kia là xong. Lão giả mặc áo bào xám cũng không có ngăn cản, khóe miệng chỉ cười lạnh một cái mà thôi. Những người này đương nhiên sẽ không biết, một khi gặp cửa, xông quan, cho dù thất bại cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng nếu như rời khỏi đường chính đó mới là chuyện vô cùng nguy hiểm, đừng nói là nhất chảm, cho dù là nhị chảm, tam chảm, tứ chảm cũng có thể bị chém dụng. Hắn cũng không nói, chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Người rời khỏi càng ngày càng nhiều, bọn hắn đã nhìn qua lão giả đánh cờ với vài người. Không có ai có thể kiên chỉ đủ một nén hương, bản thân sẽ thổ huyết mà bị thương, vô cùng nghiêm trọng. Lăng hàn đặt mông ngồi xuống rồi nói, lão bá, ta chơi với người. Lão giả áo xám vung tay lên, cờ trên bàn đều bị thu vào trong hộp cờ hai bên, hắn nói. Chấp người quân đen đi đầu, lăng hàn cũng không khách khí, tùy tiện cầm một quân đen đặt xuống. Lúc này đương nhiên lão giả chỉ có thể dùng quân trắng, cũng nhanh chóng đặt xuống. Sau mấy lần, tốc độ đặt quân của Lăng Hàn vẫn rất nhanh, thế nhưng lão giả này lại càng ngày càng chậm. Đây cũng không phải là đánh cờ bình thường, mà là dùng bàn cờ làm xa trường, dùng quân cờ làm vũ khí, tiến hành chém giết, đấu thần hồn, đấu nắm giữ quy tắc. Nhất chảm đương nhiên không thể nào so được với nhị chảm. Cho nên lão giả mới cho thời hạn một nén hương, đạt tới coi như vượt qua kiểm tra. Thế nhưng Lăng Hàn lại không phải là nhất trảm bình thường, trên phương diện nắm giữ quy tắc, hắn có được cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy. Có hai thứ đại sát khí như vậy, nhị trảm có thể đối kháng được sao? Dùng quân cờ làm trung gian, cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy bắt đầu phát động công kích đáng sợ về phía lão giả áo xám. Như vậy làm sao có thể ngăn cản được chứ? Đương nhiên lúc này lão giả chỉ có thể lùi về phía sau, đặt quân hoàn toàn không còn nhẹ nhàng như trước, rất nhanh đã bị quân cờ của Lăng Hàn chiếm từng mảnh đất, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng không tới, lão giả này đã hoàn toàn bị thua. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, con mẹ nó, đây là ai đang khảo nghiệm ai chứ? Là giám khảo, không ngờ hắn lại bại trong tay một thí sinh, hơn nữa lại bị phương thức nghiền áp làm cho bị thua, chuyện này khiến cho hắn không thể nào tin nổi. Ngươi vượt qua kiểm tra, lão giả này có chút ảm đạm nói, hắn cực kỳ tự tin đối với kỳ nghệ của mình. Cho nên mới nghĩ ra một chiêu như vậy khảo nghiệm người ta. Không ngờ cũng bị bổ nhào trên chiêu này lăng hàn kéo tay nữ hoàng rời đi lão giả này muốn ngăn cản chuyện này không hợp quy củ thế nhưng mình là bại tướng dưới tay lăng hàn hắn không biết nên nói như thế nào tay vừa nâng lên lại hạ xuống những người khác không phục lên tiếng kháng nghị nếu như các người có thể thắng được lão phu như vậy cũng có thể dẫn người đi qua mang mấy người cũng được lão giả áo xám nói một câu như vậy lập tức chặn miệng tất cả mọi người lăng hàn và nữ hoàng vẫn chậm rãi đi lên đỉnh núi lại nửa ngày sau bọn hắn đã tới rất gần đỉnh núi, mà phía trước xuất hiện cửa ải thứ ba, vẫn có một đám người vây quanh. Đi tới gần Lăng Hàn mới biết được, cửa thứ ba này cũng không phải là khảo thí chiến lực, kỳ nghệ gì, hay là nắm giữ quy tắc. Mỗi người đều có một trang giấy, trên đó viết một đoạn pháp quyết không trọn vẹn, người phải cố gắng bổ sung cho đầy đủ. Muốn làm được chuyện này rất khó. Đại bộ phận võ giả, kể cả rất nhiều vương giả trẻ tuổi, tuy rằng một tính bọn hắn cao, chiến lược mạnh thế nhưng từ đầu tới đuôi bọn hắn đều đi theo bước chân người khác. Bởi vậy cho bọn hắn một đoạn khẩu quyết không trọn vẹn, muốn bọn hắn bổ sung, chuyện này vô cùng khó khăn. Lăng Hàn nhìn thấy Mã Dĩnh và Tống Sa bị vây ở chỗ này, hai người vắt hết óc suy nghĩ. Cũng không dám trả tờ giấy trong tay lại, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu như sai quá nhiều, như vậy sẽ mất đi tư cách. Đương nhiên người cũng có thể đi đường vòng, nhưng như vậy rất là nguy hiểm, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như người có thể xông lên tới đỉnh, như vậy nhìn vào phần chiến lực và vận khí này, phó gia cũng sẽ thu nhận ngươi. Lăng Hàn và nữ hoàng đi qua, cũng nhận được một trang giấy, trên đó viết một đoạn khẩu quyết, vài chỗ mấu chốt đều không có, cần phải bổ sung lại. Nơi này cũng có một vị cường giả nhị trảm tỏa chấn, chân áp đám nhất trảm như bọn hắn cũng dư xài. tặc tử, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, một lão giả phóng tới, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập sát ý. Đây là vị lão tổ tề ra kia, hiện tại hắn đã bước vào nhị trảm. Trước kia trong trảm Trần Uyên, bọn hắn muốn cưỡng đoạt bè gỗ của Lăng Hàn, kết quả lại bị Lăng Hàn chém chết hai người. chương 1881, không tiếp địa khí. Lúc trảm Trần, tiểu bối thứ ba của Tề Gia cũng thất bại mà hóa đạo, chỉ có hắn chém xuống đao thứ hai, trở thành nhị trảm. Lần này Yến hội vốn nhằm vào nhất trảm, nhưng mà trước đó cũng không nói rõ, phàm là người trảm Trần thành công chóc trảm Trần Uyên đều có thể dự. Bởi vậy lão giả Tề Gia này mới tham dự, hắn là nhị trảm hai cửa trước đương nhiên nhẹ nhàng quá quan nhưng cửa thứ ba không liên quan tới thực lực cho nên lại làm khó hắn hiện tại vừa nhìn thấy lăng hàn hắn lập tức đỏ mắt sát ý hừng hực lăng hàn nhìn đối phương cười nói họ gì cường giả tề ra tức giận tới mức phát run người giết hai người gia tộc ta không ngờ lại còn hỏi ta là ai hắn oán hận nói lần này để xem ngươi chạy đi đâu hắn ngang nhiên ra tay nơi này cũng không có quy củ không thể động thủ mà nhị chảm so với nhất chảm là nghiền áp tuyệt đối Cường giả phó ra tỏa trấn muốn ra tay, nhưng mà ngẫm lại, vừa mới nhấc mốc lên lại đặt xuống. Quy củ là quy củ, Lang Hàn cười nói, lão đầu, ở trong chảm trần uyên ngươi ỷ tu vi cao hơn ta, muốn cưỡng đoạt bè gỗ của ta. Bởi vậy hại chết tộc nhân của mình, không hào hảo nghĩ lại hành vi của mình, lại đem tất cả đổ lên đầu người khác, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao. Chết, khi cường giả tề ra ra tay có chút cẩn thận, bởi vì hắn cũng sợ làm phó ra tức giận. Như vậy đối với tề gia nho nhỏ mà nói, là tai họa ngập đầu. Thế nhưng thấy được cường giả tỏa chấn kia không có ý ngăn cản, đương nhiên hắn càng thêm hung ác. Oanh, tốc độ ra tay của hắn lập tức nhanh hơn gấp chục lần, phóng về phía lăng hàn. Người bên cạnh liên tục nhảy ra, sợ bị làm liên lụy tới. Đây chính là một cường giả nhị chảm A. À. Phanh, lăng hàn giơ tay rồi đánh xuống, hung hăng tát một cái về phía cường giả tề gia dùng sức mạnh mẽ tới mức khiến cho đối phương lộn vài vòng tại chỗ thấy một màn như vậy tất cả mọi người cơ hồ muốn nhổ đầu lưỡi mình ra không phải bọn họ hoa mắt đó chứ kỳ thực lăng hàn mới là nhị chảm mà cường giả tề ra chỉ là nhất chảm hay là cường rồi cường giả tề ra bạt lăng hàn một bạt tai thế nhưng bọn hắn nhìn kỹ lại kết quả cũng không có xảy ra bất luận một chút biến hóa nào cường giả tề ra vừa mới đứng vững đôi má bên trái sưng lên trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi không ngờ hắn lại bị một bạt tai bị một tiểu bối nhất chảm bạt tai làm sao có thể khi còn ở trảm trần uyên hắn nghiền áp lăng hàn bức bách đối phương không thể không chật vật chạy trốn bây giờ đối phương tuy rằng đã là trảm trần nhưng mà hắn cũng thuận lợi bước lên nhị trảm hắn vẫn phải nghiền áp mới đúng chứ hắn không tin không có biện pháp nào tin tưởng được còn chưa có tỉnh sao phanh lăng hàn lại bạt một tay một cái đánh vào gương mặt bên kia của cường giả tề gia lần nữa khiến đối phương xoay tròn đừng nói là cường giả tề gia vừa bước vào nhị trảm cho dù hắn đã tới nhị trảm đỉnh phong, gặp phải lăng hàn cũng chỉ có thể bị chấn áp, nghiền áp một cách nhẹ nhõm mà thôi. Mọi người chỉ cảm thấy như là một giấc mơ, mọi người chỉ cảm thấy những lời tiền bối nói đều là gạt người. Cái gì mà nhị trảm tuyệt đối nghiền áp nhất trảm chứ? Nhìn xem, nhị trảm đang bị bà tai liên tục đây này. Lão phu liều với ngươi, cường giả tề ra hét lớn một tiếng, hắn thiêu đốt bổn nguyên, kim quang vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo kim kiếm, giống như là gai nhím vậy hắn đánh về phía lăng hàn kim kiếm bắn ra uy lực kéo thẳng lên nhị trảm đỉnh phong thiêu đốt bổn nguyên đó là hành vi liều mạng nếu như bổn nguyên bị thương chẳng những tu vi đừng mong tiến thêm chiến lực cũng sẽ sụt giảm tuy rằng trảm trần lão tổ sẽ không tới mức chết nhưng mà về sau sao có thể thoát khỏi ách thiên nhân đây bất quá bổn nguyên vẫn còn có thể dùng tiên dược chữa trị cường giả tề ra lúc này chỉ có một suy nghĩ đó chính là tiêu diệt lăng hàn nếu không ngày sau hắn làm sao có thể diện đi gặp người khác nữa ánh mắt lăng hàn lạnh lẽo, trước đó tề ra ở trạm Trần Uyên muốn cướp bè gỗ của hắn, tuy rằng bị hắn làm thịt hai người. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bị buộc đào tẩu, hắn còn chưa có tìm lão ra hỏa này tính sổ, không ngờ đối phương lại tự động đưa mình tới. Không giết người thì giết ai đây? Lăng hàn đưa bàn tay quét ngang, hóa thành mùi kiếm chém ra. Phốc, cường giả tề ra lập tức bị một đạo kiếm khí chém thành hai đoạn, máu tươi giải năm bước, mà thần hồn của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị mạnh mẽ chém thành hai đoạn. Bất quá sinh mệnh lực của cường giả nhị chảm rất là cường hãn, thần hồn bị chém làm đôi còn muốn lần nữa dung hợp. đắc tiếc, trong một kiếm này của SM dung hợp đạo tắc của cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy. Bị chém nứt thần hồn còn muốn sống sao, nói dẫn sao, hai bán thần hồn giấy dụa một cái, cũng chỉ có thể tan vỡ mà thôi. Tinh nguyên tính mạng khổng lồ trở về với thiên địa, nhưng mà bởi vì đây là không gian phong bế cho nên lập tức khiến cho cỏ cây bốn phía tăng vọt, sinh trưởng chóng mặt tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lăng hàn vẻ mặt như nhìn thấy một kẻ quái dị ngay cả cường giả phó gia kia vẻ mặt cũng khó coi bởi vì cho dù là trong thế lực tam tinh như phó gia cường giả chảm trần cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy cường giả tiên cấp thực sự khó giết chết thế nhưng ở trước mắt hắn một gã cường giả nhị chảm lại giống như thịt heo tùy tiện bị tàn sát khiến cho hắn phải siết chặt hai tay lo lắng phải biết rằng hắn cũng là nhị chảm a người trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ là nhất chảm làm sao lại mạnh như vậy được chứ? Hắn vô cùng cung kính, đứng lên, nói, các hạ, người có thể thông qua, nói dẫn sao, thiên tài như vậy chẳng lẽ không mở rộng cửa đón chào? Lăng Hàn thuần thục tìm ra thần khí không gian trên người cường giả tề ra, sau đó mới gật đầu với cường giả phó ra rồi mới rắt tay nữ hoàng rời đi. Lúc này ngay cả người kháng nghị cũng không có, muốn chết sao, tống xa và mã dính thì miệng co giật, bọn họ tự phụ bản thân là thiên tài. Thế nhưng khi nhìn thấy Lăng Hàn ra tay mới ý thức được mình cùng với người ta hơn kém bao nhiêu. Sau cửa ải này, không còn có ai tiếp tục ngăn cản nữa. Lăng Hàn và nữ hoàng đi về đỉnh núi, nơi này có một bạch y nhân đang ngồi, tuổi còn rất trẻ, khoanh chân ngồi dưới đất. Trước mặt có một cái bàn, bên trên có một cái đàn, hắn đang nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa, tạo thành từng thanh âm dễ nghe. Chương 1882, Phó Cao Vân thượng. Tới đây nghe một tiên khúc của ta." Bạch y nhân này cười nói, làm lộ rõ hàm răng trắng như tuyết sợi tóc đen nhánh phải nghe hết thủ khúc này thì các ngươi mới được lấy dấu trên bàn đóng lên nếu không kính xin trở về theo đường cũ hóa ra còn có cửa ải thứ tư còn có người muốn biểu diễn vậy thì nghe một chút a à. lăng hàn nói với nữ hoàng nữ hoàng gật đầu tựa vào trong ngực lăng hàn người trẻ tuổi này nhìn thấy vậy hận tới mức ngứa răng không ngờ lại ân ân ái ái trước mắt hắn các ngươi đang khinh thường người độc thân như ta sao hắn bình tĩnh lại hai tay thoáng động tiếng đàn lập tức vang lên, mỹ diệu vô cùng, khiến cho người ta trong lúc bất chỉ bất giác say mê, trầm mê vào trong đó. Người trẻ tuổi này rất đắc ý, kỳ thực cũng không có cửa thứ tư, hắn cũng tâm huyết dâng trào cho nên mới tỏa chân ở đây, hắn muốn nhìn xem cái gọi là vương giả kia có thể chống đỡ qua một tiên khúc của hắn hay không. Trước mắt mới chỉ có hai người miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, đây còn là hắn cố ý buông tay, nếu không một người cũng không có. Thế nhưng hắn mới đánh vài cái, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì lăng hàn và nữ hoàng ánh mắt quá thanh tịnh không có ai giống như là bị mê hoặc cả định lực thật mạnh a à? lăng hàn cười nói cao siêu quá ít người hiểu không bằng ngươi nghe ta đánh một hồi a à. hắn lấy ra mấy cái chén đặt lên trên mặt đất sau đó hai tay đều cầm một chiếc đũa không ngừng gõ hắn gõ không có chút kết cấu gì loạn vô cùng nhưng lại giống như ma âm len lỏi vào não người trẻ tuổi kia trong lúc bất chi bất giác bị ảnh hưởng thanh âm biến đổi hoàn toàn bị lăng hàn chơi lại Mẹ nó, đây là Liên Hoa Lạc a, hắn là cái bang sao? Người trẻ tuổi mặc áo trắng vội vàng muốn kéo khí thế trở lại, nếu không, nếu như để cho người ta biết rõ Phó Cao Vân hắn không ngờ lại bị Liên Hoa Lạc này làm cho ảnh hưởng, vậy về sau hắn làm sao có mặt mũi gặp người ta nữa. Cũng đừng nhìn lang hàn đánh loạn, không có tiết tấu gì, thế nhưng lại có năng lực ảnh hưởng cường đại. Khiến cho Phó Cao Vân làm thế nào cũng không thể giành lại thế chủ động được. Ông ông ông, đương đương đương, vốn tiếng đàn còn có thể át vài cái nhưng mà rất nhanh đã phải thỏa hiệp đi theo làn điệu của lăng hàn gảy một thủ khúc liên hoa lạc phanh phó cao vân tức giận nện đàn xuống hắn căn bản không khống chế được hai tay mình nếu như tiếp tục hắn sẽ điên mất lăng hàn cười ha hả nói hiện tại coi như ta vượt ải chưa hắn không biết trình diễn nhạc thế nhưng lực lượng thần hồn cường đại mà so đấu trình diễn nhạc kỳ thực là so đấu thần hồn ai mạnh là có thể kéo theo bên còn lại hiển nhiên phó cao vân này kém hắn cho dù đối phương là cường giả nhị chảm cũng như vậy phó cao vân khẽ cắn môi nói mặc kệ ta muốn đánh ngươi một trầu rồi nói sau thực sự hắn không chịu nổi hắn là thiên tài kiệt xuất nhất phó gia không ngờ lại đi đàn liên hoa lạc về sau thực sự không còn mặt mũi gặp người khác nữ a à, hắn ngạo nghễ nói có thể ngăn được ba chiêu của ta coi như ngươi lợi hại oanh một cái hắn điểm một ngón tay ra lại dẫn động phong vân biến đổi đây rõ ràng chỉ là một ngón tay thế nhưng lại quấn quanh từng đạo kim quang, giống như trở thành tiên khí đỉnh tiêm nhất trên thế gian, chấn áp về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng điểm một ngón tay ra, cười nói, như vậy quá khắc khí rồi. Ông, một cỗ hàn khí không cách nào nói rõ tản ra, cho dù là nhị chảm thì như thế nào chứ? Cũng bị đóng băng lại rồi bị đánh chết, ngón tay màu vàng phó cao vân đánh ra lập tức bị đóng băng. Sau đó dưới lực lượng cuồng bạo trùng kích của lăng hàn lập tức ầm ầm nghiền nát một chỉ này của lăng hàn vẫn không có vẻ gì là suy yếu tiếp tục đánh về phía phó cao vân trên mặt phó cao vân hiện lên vẻ khiếp sợ hắn là nhị chảm a tiểu tử này quá không đơn giản phó cao vân rít lên một tiếng toàn bộ lực lượng đều vận dụng hai tay chấn động đột nhiên có hai thanh trường kiếm xuất hiện chém về phía lăng hàn lăng hàn tay không tắc sắt cương độ khí lực của hắn đủ để so sánh với chuẩn tiên kim nhị tinh ngay cả tam trảm cũng khó làm tổn thương tới hắn đủ để đối kháng với nhị trảm cộng thêm chuẩn tiên khí. Trường kiếm trong tay Phó Cao Vân quả thực là chuẩn tiên khí, hơn nữa lại là nhị tinh, sắc bén, chắc chắn, uy lực cực lớn. Một khi chém xuống, ngay cả cường giả nhị trảm tàm thường cũng khó tránh khỏi bị một kiếm chém làm đôi. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, như vậy còn chưa đủ để áp chế hắn. Hai người kịch chiến, trong khoảng thời gian ngắn quả thực khó phân cao thấp. Phó Cao Vân kinh ngạc tới ngây người, hắn lúc ở hằng hà cảnh tu ra một ngàn vạn khỏa tinh thần, trên cơ sở này tiến lên chảm trần, hơn nữa lại là chảm trần hoàn mỹ, có lẽ hắn nên vô đi trong cảnh giới mới đúng. Thế nhưng gia hỏa này vừa mới bước vào chảm trần, không ngờ lại có thể chính diện đối kháng với hắn. hết nếu như tiểu tử này đã tới nhất chảm đỉnh phong, không phải có thể nhẹ nhõm chân áp hắn hay sao? Phó Cao Vân hiện tại là nhị chảm hậu kỳ, hắn chỉ cần bước một bước nữa là tới nhị chảm đỉnh phong, há có thể là tồn tại mà một nhất chảm vừa mới đột phá như lăng hẳn đối kháng được đây rốt cuộc là người biến thái thế nào chứ ngươi ngươi là trảm thiên địa tiến vào trảm trần hắn lập tức kịp phản ứng nếu không sai dưới gầm trời này tuyệt đối không thể nào có ra hỏa có chiến lược yêu nghiệt như vậy được lăng hàn cười ha hả nói ba chiêu đã qua rồi chứ phó cao vân dừng tay nói không đánh không đánh người quả thực là biến thái một chút nắm chắc chiến thắng ta cũng không có nói là không có nắm chắc chiến thắng nhưng mà hắn vẫn tương đối tự tin bởi vì thắng không được không có nghĩa là giết không được có một ít bí thuật tự tổn ba ngàn lại có hiệu quả một kích giết địch đây chỉ là một khảo nghiệm đương nhiên hắn cũng không dùng sát chiêu như vậy lại nói kỳ thực cũng chỉ có ba cửa ải hắn nhàn rỗi nhàm chán cho nên mới ở chỗ này khoe khoang một chút mà thôi đi một chút chúng ta đi uống rượu phó cao vân và lăng hàn kề vai sát cánh vô cùng thân mật chuyện này khiến cho nữ hoàng vô cùng bất mãn đánh một trưởng qua ồ Phó Cao Vân kinh hô một tiếng, hắn giao thủ với nữ hoàng ở khoảng cách gần, hai người dùng trưởng đối trưởng, thân thể thì không động. Trong mấy hô hấp ngắn ngủi đã giao thủ mấy ngàn trường. chương 1883, Phó Cao Vân hạ. Nữ hoàng hơi chút rơi xuống hạ phong, nhưng mà cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ngoá, Phó Cao Vân trợn trắng mắt, nữ hoàng tuyệt đối cũng là chảm thiên địa nhập chảm trần, nếu không mà nói, sao có thể dùng tu vi nhất chảm đấu với nhị chảm được chứ? Hơn nữa không phải đối phương mới chỉ là nhất chảm sơ kỳ, nếu như đạt tới nhất chảm hậu kỳ, như vậy cũng chỉ tranh lệch một tiểu cảnh giới với hắn, khi đó chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn. Hắn sắp muốn khóc tới nơi, Phó Cao Vân hắn chính là thiên tài bất thế của Phó Gia, tuy rằng thanh danh không lộ ra, lại bởi vì xuất phát từ mục đích bảo hộ hắn của Phó Gia. Phó Cao Vân tương đối tự phụ, chứ không thể chảm thiên địa tiến vào chảm trần gia, con đường tu luyện của hắn có thể coi là hoàn mỹ. Nhưng mà bây giờ thì sao? hắn bị đả kích rất lớn, liên tục xuất hiện hai yêu nghiệt trảm thiên địa, trước mắt hai người này hắn còn có mặt mũi xưng thiên tài sao. Ta gọi là Phó Cao Vân, không biết huynh đệ ngươi xưng hô thế nào. Phó Cao Vân vô cùng tùy ý, không có ra vẻ bản thân là đệ tử thế gia mà làm cao. Lăng Hàn, đây là thê tử ta, loạn tinh. Lăng Hàn giới thiệu, Phó Cao Vân gật đầu, nhưng mà cũng không có khoác vai Lăng Hàn, nói. Lăng huynh đệ, đi, đi, chiến lực ngươi làm ta phục, Bất quá ta phải uốn nắn ngươi trên phương diện thưởng thức trình diện nhạc. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, bởi vì tiểu tử bên cạnh hắn sao lại trà đạp âm nhạc như vậy chứ? Mỗi một người đều có sở thích của mình, Phó Hiểu Vân yêu thích đánh đàn thổi tiêu, tự xưng là cầm tiêu song tuyệt. Thứ hắn không chấp nhận nhất chính là gặp người ngốc nghếch không hiểu âm nhạc. Bởi vậy khi hắn quyết định giao hảo với Lăng Hàn, hắn cũng hạ quyết tâm muốn làm tăng tiêu chuẩn âm nhạc của Lăng Hàn lên. Lăng Hàn cười ha hả, hắn trừ luyện võ ra cũng thích luyện đan đối với việc chơi đàn làm vài thủ khúc không có hứng thú xem ai làm xấu ai a à? chỉ cần phó cao vân không bá vai lăng hàn nữ hoàng cũng không ra tay ba người xuống núi lăng hàn thả thiên phượng thần nữ ra tránh không được lại giới thiệu với phó cao vân một lần nữa phó cao vân bên ngoài xương huynh gọi đệ với lăng hàn nhưng mà khi gọi thiên phượng thần nữ lại là đệ muội ý tứ tự cho mình là lão đại đã hết sức rõ ràng ô ca ca sao huynh lại đi cùng bọn hắn xuống núi Phó Hiểu Vân đã đi tới bên kia chân núi nghênh đón người thành công vượt qua kiểm tra, lúc nhìn thấy Phó Hiểu Vân và ba người Lăng Hàn đi xuống núi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, vị huynh trưởng này mắt cao hơn đầu, bất luận ai cũng không thể lọt vào trong mắt. Nhưng mà bây giờ không ngờ lại cười cười nói nói với Lăng Hàn, chuyện này cũng quá khoa trương a. À. Phó Cao Vân cười nói, đây là hảo huynh đệ của ta, đương nhiên ta phải đi cùng hắn rồi. Hảo huynh đệ, các người mới nhận thức được bao lâu chứ? hiện tại đã trở thành hảo huynh đệ của nhau rồi. Bác Huyền Minh ở bên cạnh nhìn qua không khỏi có chút ghen ghét. Bởi vì hắn không nhận được hảo cảm từ vị đại cứu tử tương lai này, cũng từng cố gắng nịnh nọt, nhưng mà đối phương căn bản không thèm để ý tới hắn. Người xem, người kiêu ngạo cũng không sao, nhưng mà sao lại có thể cười cười nói nói với đám nhà quên này. Đây không phải là cố ý đánh vào mặt ta sao? Lăng Hàn, ta muốn tái chiến với người một trận. Đúng lúc này, tiêu thắng lớn tiếng kêu. Lúc này tạm thời chỉ có hai người vượt qua kiểm tra, đó là Trưởng Tôn Lương và Tiêu Thắng. Trưởng Tôn Lương gật đầu với Lăng Hàn, cũng không có tiến lên chào hỏi, bởi vì cũng không cần phải vội nhất thời. Hai mắt Tiêu Thắng phóng hỏa, lúc trước hắn bị Lăng Hàn và Nữ Hoàng đá cho một trận, bị coi là bao cát, bị trở thành cái bóng ra cho đối phương đá. Đây là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn, hắn tự biết không phải là đối thủ của Lăng Hàn và Nữ Hoàng, chỉ có thể chờ sau khi tiến lên chạm chân, như vậy mới có cơ hội. Đây là một lần thay đổi thực lực, hắn chạm Trần Hoàn Mỹ, bởi vậy cho dù Lăng Hàn có chạm Trần Hoàn Mỹ thì chiến lực cũng không có khả năng cao hơn hắn bao nhiêu. Như vậy, kinh nghiệm chiến đấu, bí thuật của hắn cũng có thể phát huy được kỳ hiệu. Hắn muốn báo thù này, ngươi là ai? Phó Cao Vân đột nhiên mở miệng, hắn không hề báo trước một chút nào, lập tức ra tay đánh một quyền về phía Tiêu Thắng. Tuy rằng Tiêu Thắng bị động, bị đánh, nhưng mà bản thân lại là một cường giả nhất chạm, lại là vương giả đương thời, phản ứng đương nhiên không chậm thân thể lập tức bắn ra nhảy về phía sau thế nhưng nhị chảm đối với nhất chảm chính là nghiền ép đây là chuyện từ xưa tới nay không có ngoại lệ trừ loại yêu nghiệt như lăng hàn và nữ hoàng tiêu thắng làm sao có thể chống lại được phó cao vân chỉ thấy phó cao vân dùng lực lượng ngưng tụ thành quyền đánh vào trên người tiêu thắng đây là dưới tình huống đối phương tránh kịp không có bị quyền chính diện đánh trúng mà chỉ bị đánh sượt qua mà thôi dù là như vậy tiêu thắng vẫn bị đánh bay cả ngươi lúc còn ở trên không trung bắt đầu điên cuồng phun máu tươi ba người phó hiểu vân đều cảm thấy khó hiểu tại sao phó cao vân lại đột nhiên ra tay tiêu thắng rơi xuống đất thân thể lảo đảo vài bước mới đứng vững hắn cắn răng nói không biết phó thiếu vì sao lại ra tay với ta không phải ngươi muốn giao thủ với lăng huynh đệ sao phó cao vân khinh thường nói vậy giao thủ với ta cũng như vậy thôi tiêu thắng tức giận tới mức hai mắt như phóng hỏa trong lòng càng thêm ghen ghét lăng hàn và phó gia đại thiếu từ khi nào trở thành bằng hữu tốt vậy nhìn xem rõ ràng là hắn khiêu chiến lăng hàn thế nhưng phó cao vân lại tiếp nhận thay a à? đây là giao tình tới mức nào chứ ba người phó hiểu vân cũng cho rằng là như vậy nhưng mà đồng thời bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng nhất là phó hiểu vân nàng hiểu rõ vị huynh trưởng mình tự phụ tới cỡ nào muốn trở thành bằng hữu tốt của người này quả thực rất khó khăn ha ha phó cao vân lắc đầu các ngươi cho rằng vì ta gọi một tiếng lăng huynh đệ cho nên mới ra tay sao? Không sai, nếu như có ai chỉ điểm muốn khiêu chiến huynh đệ của ta, tự nhiên ta sẽ ra tay. Bất quá cho dù ta không ra tay, loại cặn bã như thế này làm sao có thể là đối thủ của lăng huynh đệ được chứ? Vừa rồi lăng huynh đệ đánh ngang tay với ta a à, chương 1884, Bắc Huyền Minh khiêu chiến. Cái gì, Phó Hiểu Vân, Bắc Huyền Minh, Tiêu Thắng, thậm chí là trưởng Tôn Lương đều không tin. Người này cũng quá khoa trương, phải biết rằng ngươi là nhị trảm A. Những vương giả như bọn hắn đã đủ châu bò, nhưng cũng chỉ có thể vô địch cùng dai. Cho dù tu tới nhất trảm đỉnh phong, như vậy gặp phải nhị trảm sơ kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang tài ngang sức. Không có biện pháp, trảm thêm một đao, chiến lực sẽ tăng tiến, là cách biệt một trời một vực, như trời và đất vậy. Mà Phó Cao Vân chẳng những là nhị trảm, mà Tu Vi còn là nhị trảm hậu kỳ, càng là vương giả trong nhị trảm trên lý luận coi như là vương giả nhị trảm đỉnh phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn mà thôi nhưng mà bây giờ một người vừa mới bước vào nhất trảm lại có thể ngang tài ngang sức với phó cao vân đây không phải là chuyện nực cười nhất sao ta không tin tiêu thắng lập tức kêu lên có chút thất hồn lạc phách nếu như lời này là thực chuyện này đồng nghĩa với việc ít nhất ở cấp độ trảm trần này hắn không thể nào báo được thù chỉ có thể kỳ vọng khi tiến bước lên phân hồn lại tiến hành tẩy luyện thực lực không thể đảm bảo bọn hắn có thể đạt tới độ cao như vậy hay không cho dù có thể đó lại là chuyện sau bao nhiêu năm nữa cơ chứ dù hắn là vương giả nhưng mà ít nhất cũng phải cần vô số ước năm phó cao vân cười suy một tiếng không thèm trả lời đối phương hắn cần loại rác rưởi như vậy tán đồng hay sao ta cũng không tin bác huyền minh trầm giọng nói nếu như lăng hàn có thể ngang tài ngang sức với phó cao vân như vậy chẳng phải thực lực đối phương còn cao hơn hắn sao hắn không có cách nào tiếp nhận được nếu như tiếp nhận nhận định này, như vậy hắn ở trước mặt Lăng Hàn sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên được. Ngươi không tin thì sao chứ? Phó Cao Vân khinh thường nói, tuy rằng thực lực phó ra quả thực không bằng thái âm giáo, nhưng mà tất cả đều là thế lực tam tinh, ai cũng không cần phải sợ ai. Lại nói, hai thế lực cách nhau rất xa, ở giữa chỉ ít có 10 thế lực tam tinh. Nếu như thái âm giáo muốn động võ, làm sao có thể bỏ qua được nhiều thế lực như vậy? Chỉ có một đường đánh tới nhưng mà loại hành vi này chẳng khác nào là khiêu triện đợi tới lúc chạy tới đây thái âm giáo không biết còn được bao nhiêu cao thủ đương nhiên bác huyền minh cũng biết điểm ấy bởi vậy hắn cũng không có tức giận chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói lăng hàn có dám chiến với ta một trận hay không lăng hàn cười ha hả nói ta đã sớm chờ những lời này của ngươi ngươi biết không cái bản mặt thối của ngươi trước kia ta đã sớm muốn đánh rồi ồ lăng huynh đệ ngươi cũng có cảm giác như vậy sao Phó Cao Vân lập tức vỗ tay cười to, ta cũng rất muốn đánh, nhưng mà lại ngại thân phận không thể xuất thủ, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Việc nhỏ, Lăng Hàn gật gật đầu, các ngươi, bác huyền minh nghiến răng nghiến lợi, chiến ý xô trào. Không ngờ lại dám xem thường hắn như vậy, hắn là thánh tử thái âm giáo, hoàn toàn được xưng là vương giả A. Uy của vương giả há có thể bị khinh miệt, không phục thì đánh cho ngươi phục, Lăng Hàn bước lên phía trước một bước, y phục tung bay, ra vẻ tuy ý nhớ kỹ những lời này của ngươi. Bác Huyền Minh lạnh lùng nói, hắn còn chưa nói hết thì sát ý trong mắt sôi trào, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy. Cao Huynh, ta làm thịt hắn không sao đó chứ. Lang Hàn quay đầu hỏi Phó Cao Vân. Phó Cao Vân lập tức run rẩy, sắc mặt đen lại, nói. Vạn lần không được, ngươi xem, ngay cả ta cũng không tiện đánh bác Huyền Minh, bởi vì như vậy là lấy lớn hiếp nhỏ. Thái âm giáo nhất định sẽ nổi giận, mà nếu thánh tử bọn họ chết ở đây, chuyện kia quả thực là đau đầu, Thái âm giáo danh chính môn thuận tiến tới, những thế lực khác trên đường đi không có khả năng ngăn cản. Không có những lá chắn này, dùng thế lực bài danh top 3 trong thế lực tam tinh của thái âm giáo, phó gia thực sự sẽ hỏng bét. Vì sao không được, Lăng Hàn cười nói, dùng đảm lượng của phó huynh chẳng lẽ còn sợ một thái âm giáo nho nhỏ. Ta, dựa vào, người không thể vừa nâng vừa giết ta như vậy à. Vẻ mặt phó Cao Vân vô cùng ai oán, hắn phát hiện ra chẳng những trên phương diện trình diễn nhạc Lăng Hàn là kẻ ngu mốc hơn nữa lại còn năng lực khiến cho người ta phát điên ta gọi ngươi một tiếng đại ca còn không được sao các ngươi nói đã đủ chưa bác huyền minh cơ hồ nói từng chữ một trong mắt dường như cũng có hỏa diễm phun ra hai người này coi hắn là không khí sao nhìn ngươi không có ra tay cho nên chúng ta mới có chút thời gian nói chuyện na lang hàn nhoẻn miệng cười đến đây còn thất thần làm gì nhanh ra tay đi sớm đấu một chút kết thúc sớm quá tự đại bác huyền minh ra tay hắn giận dữ vừa ra tay đã là đại chiêu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn mang, ngưng tụ thành hai đạo băng kiếm, hung hăng chém về phía lăng hàn. Lăng hàn phồng mồm, thổi ra một cái, siêu, một đoàn hỏa diễm nhảy múa, quy tắc đại đạo hóa thành dây xích, không ngừng rung động. Lăng hàn không khỏi thỏa mãn cười cười, uy lực của cửu thiên hỏa càng lúc càng lớn. Thiên địa tổ hỏa, bổn nguyên chi lực, đương nhiên phải như bức rồi. Dưới hỏa diễm, hai đạo băng kiếm lập tức bị hòa tan, hóa thành hơi nước quy tắc trong đó cũng bị luyện hóa hoàn toàn, không còn thừa một chút nào. Sắc mặt Bắc Huyền Minh thoáng cái trở nên thận trọng hơn. Ngay từ đầu hắn chỉ có phẫn nộ vô cùng, cho rằng Lăng Hàn và Phó Cao Vân cố ý trêu đùa mình. Thế nhưng vừa mới ra tay hắn đã biết rõ, Lăng Hàn rất mạnh, không chỉ là hắn, ngay cả Phó Hiểu Vân, Tiêu Thắng, Trường Tôn Lương cũng chấn động vô cùng, chỉ có nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, Phó Cao Vân mới có bộ dáng nhàn nhã, ra điều biết trước. Chạm chân khác loại, Bác Huyền Minh thoáng cái đã đoán được, nếu không thì làm sao có thể vượt qua một tiểu cảnh giới để chiến cơ chứ? Ahhh, à, hát hát hát, tên này không ngờ lại đạt tới độ cao chỉ có thánh tử, thánh nữ đại giáo chính thức mới có thể đạt được. Một đao chảm thiên địa, bác Huyền Minh ghen ghét tới đỏ mắt, hắn cũng từng thử chảm thiên địa thành đạo, thế nhưng sau khi vung một đao, hắn không dám tiếp tục nữa. Nếu không thứ bị chém xuống nhất định là cái mạng nhỏ của hắn. Trường 1885, cân nhắc một chút, làng huynh đệ của ta hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết trong thế lực tam tinh thậm chí là trong thế lực tứ tinh đều rất khó khả năng nhìn thấy thế nhưng sự thực lại tương đương bạt tai cho hắn một cái một ra hỏa trong mắt hắn chỉ là tồn tại giống như rác rưởi không ngờ lại đạt tới độ cao mà hắn tha thiết ước mơ hắn không thể tin nổi càng không muốn tin đôi mắt xinh đẹp của phó hiểu vân thì tỏa sáng chảm chân khác loại không ngờ lại có người thực sự làm được chảm chân khác loại tiêu thắng và trường tôn lương thì thào bởi vì giới hạn cấp độ cho nên bọn hắn còn không biết có thể chảm thiên địa một đao mà thành đạo muội muội không bằng gả cho lăng huynh đệ đi phó cao vân bắt đầu làm bà mối muội xem thiên phú của lăng huynh đệ không biết cao hơn tên chán ghét kia bao nhiêu về sau nhất định có thể leo lên trên đầu thiên tài các nơi khác nam nhân tốt như vậy nếu như muội bỏ qua vậy sau này sẽ tiện nghi cho người khác đó thanh âm của hắn không thấp chút nào khiến cho bác huyền minh đang chiến đấu cũng nghe được rõ ràng sắc mặt bắc huyền minh âm trầm tới mức có thể chảy ra nước được người này đang đào góc tường của hắn a nào có huynh trưởng nào như vậy hắn thực sự giận dữ mi tâm lóe lên có một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài ba tấc bắn ra thanh kiếm này giống như được ngưng tụ từ băng xương vừa mới lấy ra nhiệt độ bốn phía hạ thấp phó cao vân nữ hoàng không coi ra gì thế nhưng những người khác lại lạnh run phó cao vân và nữ hoàng phóng ra khí thế của mình phân biệt bảo vệ phó hiểu vân và thiên phượng thần nữ nhưng mà hai người tiêu thắng và trưởng tôn lương không có ai trông nom, cho nên chỉ có thể lùi về phía xa. nhưng bọn hắn lập tức kinh ngạc vô cùng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy nữ hoàng không ngờ lại có thể đối kháng uy năng với kiện chuẩn tiên khí kia. nàng cũng chạm thiên địa tiến vào chạm trần. phó cao vân giải thích với muội muội mình, cái miệng nhỏ nhắn của phó hiểu vân lập tức há hốc tạo thành hình tròn. mà bắc huyền minh thiếu chút nữa ngã sắp xuống, thiên tài như vậy không ngờ lại có hai sao. trưởng tôn lương và tiêu thắng thì im lặng bọn hắn còn không biết ý nghĩa cụ thể của trảm thiên địa, nhưng mà có thể khẳng định. Nếu như trảm trần như vậy, chiến lực sẽ cường đại tới mức kinh người. Ví dụ như Lăng Hàn bây giờ có thực lực chiến với Bắc Huyền Minh là bởi vì hắn trảm thiên địa thành đạo. Bắc Huyền Minh thu hồi tất cả tạp niệm, chuyên chú điều khiển thanh tiểu kiếm trong tay. Đây là băng vân kiếm, chuẩn tiên khí nhị tinh, nếu như có thể kích phát toàn bộ uy lực của nó ra, có thể đạt tới tình trạng tam trảm, thậm chí là tứ trảm. Bởi vì hắn là thánh tử thái âm giáo, cho nên mới có tư cách có được chuẩn tiên khí như vậy tu vi của bắc huyền minh hiện tại khẳng định không có cách nào hoàn toàn kích phát ra uy năng của băng vân kiếm nhưng mà muốn đạt tới nhị trảm đỉnh phong lại không khó quả thực lăng hàn rất mạnh nhưng mà ngươi có thể địch lại nổi nhị trảm sơ kỳ chẳng lẽ còn có thể địch lại nổi nhị trảm đỉnh phong sao hắn cũng không tin băng vân kiếm xuất thiên hạ đều phong bắc huyền minh khẽ quát một tiếng đoạn kiếm lơ lửng bay lên lại nhanh chóng bành trướng biến thành một thanh trường kiếm dài chừng trăm trượng lực lượng đóng băng đại thịnh. Phù văn xuất hiện rồi tỏa sáng, lăng hàn thở dài, tiên ma kiếm vẫn không có cách nào tăng lên tới cấp bậc chuẩn tên khí, lạn mục kiếm lại vĩnh viễn ở cấp độ thần khí nhị thập giai, khiến cho hắn hiện tại không có binh khí để dùng. Không có biện pháp, ai bảo khí lực hắn mạnh mẽ, nhu cầu đối với binh khí kỳ thực cũng không lớn. Hắn đánh ra một quyền nghênh đón đối phương, huyền âm mẫu thủy vận chuyển, dùng băng đấu với băng, dùng âm hàn đấu với âm hàn. Phanh, kiếm và quyền va chạm với nhau, thân kiếm và quyền đều có một tầng băng dày đặc ngưng kết, cũng lan tràn về cánh tay hai người. Lăng Hàn không hề sợ hãi, thản nhiên để cánh tay đóng băng. Nhưng mà bác huyền minh lại quá sợ hãi, vội vàng ra sức chấn động, rút kiếm trở về. Hắn liên tục thúc giục kiếm uy, phanh phanh phanh, từng khối băng trên thân kiếm nghiền nát, liên tục rơi xuống đất. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, thế nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, hắn quá sợ hãi, bởi vì Lăng Hàn lại khẽ dùng cánh tay là không còn chuyện gì nữa. Chuyện này trong tay hắn là chuẩn tiên khí nha mới có thể mạnh mẽ như vậy người bất quá chỉ là thân thể huyết nhục mà thôi sao lại biến thái như vậy được chứ ta muốn đánh ngươi lăng hàn xông lên triển khai thế công bác huyền minh dùng ý niệm điều khiển thanh kiếm chào đón hai tay thì hóa thành quyền triển khai từng môn tiên thuật thánh tử thái âm giáo đương nhiên nắm giữ rất nhiều bí pháp thế nhưng mặc hắn lật qua lật lại thế nào đều không có chút hiệu quả nào với lăng hàn muốn đối kháng với lăng hàn dù thế nào cũng phải đạt tới độ cao của Phó Cao Vân, tu vi của Bắc Huyền Minh so với Phó Cao Vân kém hơn rất nhiều, đương nhiên chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Lăng Hàn cường thế chân áp, Bắc Huyền Minh ngay cả hoàn thủ cũng khó khăn. Chỉ có thể bị động phòng thủ, chật vật không chịu nổi. Tiêu Thắng, Trường Tôn Lương, Phó Hiểu Vân đều trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng như vậy là thứ dù thế nào bọn hắn cũng không nghĩ ra được. Chảm chân khác loại có thể mạnh tới trình trạng như thế sao? Phanh, Lăng Hàn dùng một quyền đánh tan phòng ngự của Bắc Huyền Minh, bắt đầu đánh tiểu tử này tơi bời. Tên này năm lần bảy lượt muốn giết hắn, chẳng lẽ cho rằng hắn không biết sao? Nếu như đổi lại một nơi chỉ có hai người, tự nhiên Lăng Hàn sẽ không chút lưu tình chém giết Bắc Huyền Minh. Chỉ là ở nơi này, nếu như giết Bắc Huyền Minh sẽ làm cho Phó gia gánh vác trách nhiệm. Lăng Hàn cảm thấy Phó Cao Vân không tệ, quyết định cho hắn mặt mũi. Dù là như vậy, Bắc Huyền Minh cũng nhanh chóng bị đánh thành đầu heo. Muội 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 có cần cân nhắc một chút không?" Phó Cao Vân huyết huých tay muội muội mình rồi nói. Khóe miệng Phó Hiểu Vân hơi run rẩy, Bắc Huyền Minh giàu gì cũng là một vương giả, thế nhưng trước mặt Lăng Hàn lại cơ hồ không có sức hoàn thủ, chuyện này khiến cho nàng mở rộng tầm mắt. Tuy rằng nàng cũng biết không phải là Bắc Huyền Minh yếu, mà là Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Thế nhưng dù thế nào cũng đã tạo thành một cái gai trong lòng nàng, lưu lại một màn chật vật không chịu nổi của Bắc Huyền Minh. Chương 1886: Học luyện đan cùng lão phu sau khi lăng hàn đánh thoải mái cũng thu hồi nắm đấm kỳ thực bắc huyền minh cũng không có bị trọng thương hắn bỏ dậy vẻ mặt tái nhợt thực sự không còn mặt mũi nào gặp người hát nữa siêu đúng lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh bay vút tới chính là một lão giả có mái tóc màu trắng ồ tiểu tử ngươi ở đây sao đó chính là hướng nghiêm vẻ mặt hắn kích động nhìn chằm chằm vào lăng hàn ồ huynh muội phó gia đều kinh ngạc nhìn qua lăng hàn không phải chứ Tiểu tử này có quan hệ với Nghiêm lão đầu sao? Phải biết rằng Hướng Nghiêm là một trong những tài nguyên trọng yếu của Phó gia a. Tại Tiên vực, đan sư thuộc quần thể vô cùng siêu nhiên, đan sư tiên cấp ít tới thương cảm. Mỗi một vị đều là đối tượng được vô số thế lực lớn mời chào, cho dù trả một cái giá lớn cũng không tiếc. Không có biện pháp, thế lực lớn, các tiểu thế lực luôn xảy ra chiến tranh, thi thoảng có người bị trọng thương, vẫn lạc. Nếu như có một vị đan sư cao cấp, như vậy có thể khiến cho xác suất sinh tồn tăng lên rất lớn hướng nghiêm chính là đan sư tam tinh nha. Tại tiên vực, đan sư tổng cộng chia làm 5 đẳng cấp, nhất tinh tương đương với chảm trần, nhị tinh tương đương với phân hồn, tam tinh tự nhiên tương đương với tiên phủ. Lúc trước phó gia có thể mời chào hướng nghiêm là bởi vì lão tổ phó gia trước đó đã từng cứu hướng nghiêm một mạng, về sau tư đồ đường lựa chọn gia nhập phó gia làm đan sư chuyên chức, mà hướng nghiêm khi đó vẫn là bằng hữu tốt của tư đồ đường, cho nên cũng đi tới. Tuy rằng hiện tại tư đồ đường và hướng nghiêm cãi nhau tới trở mặt, nhưng mà Hướng Nghiêm cũng không có rời đi. Bất quá Phó gia vẫn tương đối để ý, bởi vì thế lực Tam Tinh khác cũng đang âm thầm tiếp xúc với Hướng Nghiêm. Một vị đan sư cao cấp tương đương với 10 tên cường giả cùng đẳng cấp A. Phó gia đương nhiên không có khả năng để cho Hướng Nghiêm chạy đi. Bởi vậy từ trên xuống dưới đều vô cùng cung kính với Hướng Nghiêm. Chẳng lẽ Lăng Hàn đắc tội với Hướng Nghiêm? A à chuyện này không thể được, nếu như Hướng Nghiêm cố ý muốn đối phó với Lăng Hàn như vậy lão tổ phó gia cũng có thể tự mình ra tay đan sư cao cấp vốn có tư cách nghiêu bức như vậy bác huyền minh thì cười lạnh tiểu tử này hóa ra lại đắc tội với một gian sư cao cấp ha ha phải biết rằng thái âm giáo muốn thông gia với phó gia có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có suy nghĩ với hai vị đan sư tam tinh này nếu như hướng nghiêm vì vậy mà không còn thiện cảm với phó gia hắn có thể thừa cơ thu người làm lớn mạnh thực lực của thái âm giáo nghiêm lão không có gì chứ Phó Cao Vân không thể không cẩn thận hỏi thăm, trước mặt vị đan sư cao cấp này, quả thực hắn không dám bày ra giá đỡ người thừa kế phó gia. Thậm chí ngay cả khi hắn trở thành gia chủ phó gia, vậy thì cũng phải khách khí với hướng nghiêm. Hướng nghiêm quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, tròm dâu cũng vảnh lên, vỗ vào đầu phó cao vân một cái. Không có gì, không có gì sao, không ngờ người dám xem nhẹ tâm huyết cả đời lão phu. Phong hỏa cửu vân đan A, được hắn ký thác bao nhiêu tâm huyết, lại còn nói có gì không tức chết hắn ồ nghiêm trọng như vậy sao phó cao vân không dám trốn đành phải đứng tại chỗ chịu trận bất quá hướng nghiêm cũng không ra tay nặng hắn chỉ đành dùng vẻ mặt vô cùng ai oán nhìn qua lăng hàn rốt cuộc ngươi đã gây ra hỏa tới cỡ nào a à? ngươi nói người mới tới đây bao lâu không phải đã đắc tội với người không nên đắc tội nhất đó chứ ngươi bảo ta nên nói với ngươi như thế nào đây hắn khẽ cắn môi nói lăng hàn còn không mau nhận lỗi hắn chấp chấp mắt với lăng hàn ý bảo là tranh thủ chịu tội với vị đại đan sư này tốt nhất là đối phương bỏ qua mới tốt chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không có bác huyền minh nghe xong lập tức cười lạnh nực cười hắn làm sao có thể khiến cho chuyện này được hóa giải một cách đơn giản được hắn không đối phó được lăng hàn vậy thì mượn tay phó gia diệt trừ lăng hàn hắc hắc ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội với một vị đan sư nha hơn nữa lại là cấp bậc tam tinh thế nhưng cũng có thể nói chỉ cần hướng nghiêm gia nhập thái âm giáo, giáo chủ thái âm giáo thậm chí có thể phế bỏ vị thánh tử như hắn. Đơn là vì đan sư có quyền như bức như vậy, phó huynh, người nói vậy không đúng rồi, đan sư là tồn tại siêu nhiên bực nào chứ, người này đắc tội với nghiêm lão, há có thể nhận tội là xong. Hắn cười lạnh liên tục, ác đồ như vậy nếu không nghiêm trị, không phải là khiêu khích nghiêm trọng với quần thể đan sư sao. Phó Cao Vân hung hăng nhìn hắn một cái, hắn chỉ cảm thấy tiểu tử này quá đáng giận bản thân không có bổn sự không đánh lại người ta không ngờ lại dùng phương thức như vậy trả thù thực sự là uổng phí là một vương giả a à. phó hiểu vân cũng có chút xem thường nàng có thể tiếp nhận nam nhân mình chiến bại nhưng mà tuyệt đối không tiếp nhận loại tâm tính đã thua không chấp nhận này bác huyền minh khẽ cắn môi hắn bất chấp không giết chết lăng hàn hắn còn mặt mũi nào gặp người nữa đám danh con các ngươi đang nói bậy bạ gì đó hướng nghiêm không kiên nhẫn nói đám tiểu tử này không thể để cho hắn nói hết lời hay sao Nghiêm lão, Phó Cao Vân và Bắc Huyền Minh cùng cung kính cúi đầu. Không có biện pháp, một vị đan sư mở miệng, đừng nói là những tiểu bối như bọn hắn, ngay cả cường giả tiên phủ cũng phải bán mặt mũi. Chỉ là Phó Cao Vân cười khổ, Bắc Huyền Minh thì ra vẻ âm mưu đã được thực hiện. Lăng tiểu tử, có hứng thú học luyện đan với lão phu hay không? Hướng Nghiêm thấy mọi người yên tĩnh lại, cuối cùng hắn mới tủm tỉm cười, mở miệng nói. Ta ngất, lập tức, Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh, trưởng tôn lương Đám người này đều cảm thấy trong đầu chấn động, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ta nghe nhầm sao? Hướng Nghiêm không ngờ lại hỏi Lăng Hàn có hứng thú học luyện đan hay không. Đây, đây, đây rõ ràng là muốn thu Lăng Hàn làm đồ đệ a. À. Đan sư vô cùng cao ngạo, bởi vì trước nay chỉ có người khác cầu bọn hắn. Hơn nữa nếu như muốn làm đan sư, yêu cầu cũng vô cùng hà khắc, bởi vậy số lượng mới cực ít. Như vậy càng làm tăng tầm quan trọng của bọn họ thêm một bước. Tiên nhân Thọ Nguyên vô hạn, như Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh nhất định còn có đọc lướt qua những thứ khác ngoài võ học. Ví dụ như âm luật, kỳ thực thứ bọn hắn thích nhất vẫn là thân phận kiêm đan sư, như vậy quá mức châu bỏ a. À. Chương 1887, học luyện tiên đan thượng. Vấn đề là không phải ngươi muốn là có thể, hiện tại cơ hội được bọn họ tha thiết mơ ước lại hiện lên trước mắt Lăng Hàn. Ngay cả Phó Cao Vân cũng ghen ghét Lăng Hàn, không biết hắn đã cầu hướng nghiêm bao nhiêu lần, dường như người ta mỗi lần đều ra vẻ ái ngại phất phất tay áo ý bảo hắn xéo đi. Bắc Huyền Minh thì mặt xanh lại, hóa ra hắn cố gắng cả buổi, cuối cùng chẳng khác nào thằng hề nhảy nhót. Người ta không phải muốn nghiêm trị Lăng Hàn mà là muốn thu đối phương làm đồ đệ. Ta phi, Lăng Hàn ngẫm lại một chút rồi nói. Không cần, ta trí tại võ đạo. Nghe được lời cự tuyệt của Lăng Hàn, mọi người cùng nhau hóa đá. Cơ duyên lớn như vậy không ngờ ngươi lại cự tuyệt một cách đơn giản như vậy. Chuyện này, người so với người giận điên người A. Hướng nghiêm cũng có chút giận dữ, nói, võ đạo có gì tốt, chỉ cần tiến tới chảm trần thọ nguyên đã vô hạn, lại nói, chỉ cần ngươi có thành tựu kiệt xuất trên phương diện đan đạo, như vậy có thể lấy đan nhập đạo, tiến vào tiên vương chi cảnh vô thượng A. Hắc có chút đắc ý, ví dụ như lão phu vậy, sau khi chảm trần không có một ngày nào tu luyện võ đạo, mỗi ngày đều luyện đan. Ngươi xem, bất quá chỉ có hơn 200 ước năm lão phu đã là thiên hồn cấp rồi. Hơn 200 ước năm là thiên hồn cấp, lang hàn lắc đầu, hắn thân mang hắc tháp, rất có khả năng bị cường giả vô thượng nhìn chằm chằm vào, nào có nhiều thời gian để cho hắn thong dong tu luyện như vậy. Hơn nữa hắn còn muốn đi tìm lão bà, hai tử, nào có thể ở lại chỗ này chứ? Không muốn, hắn nói, hướng nghiêm lúc này quả thực muốn vận cổ lăng hàn, muốn làm cho đối phương gật đầu đồng ý. Đây là bảo ngươi làm đan sư nha, thế nhưng sao ngươi lại ra vẻ chán ghét như vậy? Phải biết rằng chỉ cần hắn thả một câu ra ngoài, nói muốn thu học đồ, cam đoan thánh tử thánh nữ đại giáo, người thừa kế hào phú đỉnh cấp đều xếp hàng chờ hắn chọn lựa. Hiện tại hắn chủ động mở miệng, thế nhưng sau khi lang hàn cự tuyệt lần đầu lại cự tuyệt lần hai. Đầu của tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy, có biết suy nghĩ hay không? Hướng nghiêm phát điên, phó cao vân thì ai oán. Hắn nhớ lúc trước ba phen mấy bận cầu hướng nghiêm thu mình làm đồ đệ, thế nhưng đối phương lại ra vẻ xa cách. Bây giờ lang hàn không đồng ý, hướng nghiêm lại còn chưa từ bỏ ý định. So chuyện trước lại tới chuyện này, hắn có cảm giác muốn khóc. Lão phu mặc kệ, người ở trên phương diện hỏa hệ nắm giữ cao như vậy, không làm đan sư thực sự quá lãng phí. Hướng nghiêm lắc đầu, dù thế nào hắn cũng không thể buông tha một thiên tài đan đạo như vậy. Lăng Hàn cười cười, nói, như vậy đi, ta cũng đang muốn đi phó ra, về sau ngoài tu luyện ra, ta sẽ thỉnh giáo hướng tiền bối một chút. Cái này, rõ ràng được một vị đan sư yêu ái, không ngờ ngươi lại còn có kè mặc cả, ra vẻ cố gắng lắm như vậy sao? Trang bức cũng vừa thôi chứ, không sợ thiên lôi đánh xuống sao bất quá phó cao vân và phó hiểu vân lại vô cùng vui vẻ bởi vì hướng nghiêm vô cùng coi trọng lăng hàn như vậy chỉ cần để cho lăng hàn ở lại phó ra khả năng hướng nghiêm rời đi vô cùng nhỏ hướng nghiêm lại khuyên vài câu cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý hắn nhìn bác huyền minh nộ khí trong lòng lập tức có mục tiêu phát tác một tay nắm lấy bác huyền minh không ngừng dùng nắm tay nện qua ai bảo tiểu tử này nói chuyện linh tinh bác huyền minh phiền muộn vô cùng Thế nhưng cũng chỉ có thể chờ bị đánh. Đừng nói là thực lực bản thân hắn còn xa không bằng hướng nghiêm. Cho dù cùng đẳng cấp, thậm chí là vượt qua, hắn cũng không dám phản kháng A. Đây chính là một vị đa sư tam tinh. Hắn tức giận tới mức thổ huyết, hôm nay quả thực là bị nhục tám đời. Trước đó bị lang hàn đánh một trầu cho đã tay, kế tiếp lại là một vị đan sư tam tinh. Mà chuyện này nếu như bị thái âm giáo chủ biết rõ, đoán chừng sẽ lại đánh hắn một trận. Không ngờ lại dám đắc tội với một đan sư tam tinh muốn gây phiền toái cho thái âm giáo sao? Sau khi hướng Nghiêm Hà giận, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn nhiều lần dặn dò Lăng Hàn, có thời gian rảnh nhất định phải tới chỗ của hắn. "Lăng huynh, ta phục rồi." Phó Cao Vân giơ ngón tay cái với Lăng Hàn, chảm trần cảnh dám tự cao tự đại trước mặt một vị đan sư tam tinh, đoán chừng cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Bắc Huyền Minh thì hừ một tiếng, quay đầu rời đi, hắn thực sự không còn mặt mũi gặp người nữa. Thoải mái Phó Cao Vân nhìn bóng lưng Bắc Huyền Minh rời đi, nhịn không được xoa xoa tay. Tên này vừa nhìn đã thấy chán ghét, làng huynh đệ, hay là tới làm muội phu ta đi. Phía trước, Bắc Huyền Minh lảo đảo, sau đó thân thể như bay, lập tức biến mất trước mặt mọi người. Ca ca, Phó Hiểu Vân có chút xấu hổ, Phó Cao Vân không cho là đúng nói. Muội nhìn huynh đệ ta mà xem, bản thân là nhân tài nhất đẳng không tính, thiên phú võ đạo kinh người, càng được nghiêm lão yêu ái. Nam nhân tốt như vậy muội đi đâu tìm chứ? Lăng Hàn cười ha hả nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, nam nhân tốt như vậy đã có chu chờ. Hắn ôm ấp nữ hoàng và thiên phượng thần nữ, ý bảo mình đã cảm thấy mỹ mãn. Ngưng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, đây là chuyện rất bình thường. Phó Cao Vân còn chưa từ bỏ ý định, sắc mặt Lăng Hàn có chút cổ quái, tính cả hỗ nữ thì hắn có tám hồng nhan, danh ngạch ba vợ bốn nàng hầu dường như không đủ nha. Đi, đi uống rượu, hắn đổi chủ đề, uống rượu, uống rượu. Quả nhiên nhắc tới uống rượu, Phó Cao Vân lập tức quên đi việc này. Hắn còn có một nhiệm vụ gian khổ nữa, đó là tăng lên cảnh giới âm luật của Lăng Hàn A, gọi tắt là âm sắc. Nhân phẩm của Lăng Hàn trước mắt không thể chê được, chỉ là phương diện âm sắc thực sự quá kém. Hai đại nam nhân đi uống rượu, Phó Hiểu Vân và nữ hoàng, Thiên Phượng thần nữ đương nhiên cũng có chủ đề của nữ nhân. Lăng Hàn và Phó Cao Vân uống rượu tới sáng ngày thứ hai mới chấm dứt. Ngay sau đó Phó Cao Vân bị ai phát hiện ra? khúc liên hoa lạc kia không ngờ lại khắc vào trong óc hắn, vừa mới sở tới đàn đã lập tức bắn ra. Xong rồi, âm sắc của Lăng Hàn không có tăng lên được, ngược lại âm sắc của hắn còn rất xuống ngàn trường. Lần này phó ra mời chào không ít thiên kiêu, đều là vương giả trẻ tuổi, chảm đạo hoàn mỹ. Khảo thí nhỏ trước đó kỳ thực cũng không có ý nghĩa mang tính quyết định, chỉ là muốn cho những vương giả này không nên quá mức kiêu ngạo, dạo oai phủ đầu cho bọn hắn mà thôi. chương 1888, học luyện tiên đan hạ, chuyện này quả thực rất có hiệu quả những vương giả này đều thu liếm ngạo khí biết rõ thiên tài như bọn hắn còn chưa có tư cách sĩ diện trước mặt phó gia lăng hàn mời phó cao vân hỗ trợ mua cho hắn một lượng lớn thần thiết nhị thập tinh hắn muốn đưa tiên ma kiếm lên cấp độ tiên kim cho dù không đạt tới cấp bậc tiên kim thì cũng phải đề thăng tới trình độ nhất định nhị tinh chuẩn tiêm kim a tiên vực tuyệt đối không thiếu thần thiết nhị thập giai bất quá muốn thì cần phải có một lượng lớn linh thạch để mua tuy rằng lăng hàn kiếm được không ít cũng cướp được không ít. Nhưng mà muốn đem tiên ma kiếm chuyển thành tiên khí, số lượng này chỉ như muốn bỏ biển mà thôi. Bởi vậy hắn nhanh chóng đi tìm hướng nghiêm, lĩnh giáo đối phương một chút, làm thế nào để luyện chế tiên đan. Về sau hắn có thể tự mình kiếm tiền, hướng nghiêm tràn ngập chờ mong với hắn, còn sợ hắn không tìm tới. Cho nên chỉ cần lăng hàn hỏi, hắn sẽ trả lời, không có chút dấu giếm nào. Sau khi trở về, lăng hàn lại tìm hiểu dưới gốc luân hồi thụ một phen. Dù là như vậy cũng phải tới một tháng sau hắn mới bắt đầu luyện chế tiên đan trụ cột nhất, kết quả không có gì ngoài ý muốn, bạo lô. Chuyện này khiến cho hướng nghiêm cũng bị dọa kêu to một tiếng. Tiểu tử nhà ngươi quả thực không phải là người. Lão đầu này kinh hô, tuy rằng lão phu đã đánh giá ngươi rất cao, nhưng mà trước đó cũng nghĩ, trong vòng vạn năm ngươi có thể bắt đầu luyện đan cũng đã không tệ rồi. Ai ngờ ngươi chỉ dùng một tháng, phải hiểu rõ dược lý của tiên dược, đan vào quy tắc đại đạo, đây là quá trình vô cùng phức tạp, một vạn năm cũng không lâu lắm. Thế nhưng Lăng Hàn có luân hồi thụ, một ngày tương đương 100 năm, một tháng là 3.000 năm, kỳ thực cũng rất dài, chỉ là hướng nghiêm căn bản không biết mà thôi. Chiếu theo tiến cảnh này của ngươi, tối đa 10 năm là có thể luyện chế ra lò tiên đan đầu tiên. Hướng nghiêm vô cùng hâm mộ nói, đối với tiên phú đan đạo của Lăng Hàn, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. 10 năm mới có thể luyện chế ra lò tiên đan đầu tiên. Lăng Hàn lắc đầu thở dài, thực sự là khó khăn a. À nhưng mà tốc độ như vậy đã rất nhanh, không hợp thói thường rồi. Đại bộ phận đan sư từ lúc tiếp xúc với tiên đan cho tới lúc thành công luyện chế ra, trong 100 vạn năm đều là cấp bậc thiên tài. Một ước năm cũng không phải là lâu, ai bảo sau khi chảm trần thọ nguyên vô hạn, có thời gian để tiêu hao. Mấu chốt là có nhiều tiên dược cho người tiêu hao như vậy hay không mà thôi. Không có biện pháp, chỉ có thể từ từ mà làm. Lăng Hàn nhờ Phó Cao Vân đi tìm hiểu chuyện côn bằng cung một chút, hắn cùng với nữ hoàng, thiên phượng thần nữ rời đi. Đã thành trảm trần, hắn phải về thương nguyệt thành một chuyến, tính toán sổ sách với đinh ra một phen. Trước mắt hắn không đánh lại đinh diệu long, đinh sơn và đinh tùng. Thế nhưng những người khác trong đinh gia, nào có ai có thể chống lại được hắn chứ? Trương Sung tuy rằng bước vào trảm trần, nhưng mà cũng không được phó ra yêu ái, bởi vậy hắn với mạo thư ngọc cùng trở về thương nguyệt thành. Lăng Hàn thì dứt khoát đồng thành với bọn hắn, cùng lên trên một chiếc thuyền lớn. Một đường chạy mấy tháng, sau đó trở về thương nguyệt thành mấy tháng này mỗi ngày lăng hàn đều tìm hiểu dưới gốc luân hồi thụ chẳng những củng cố cảnh giới vững chắc mà còn tu luyện tới nhất chảm trung kỳ tới lúc này là tu quy tắc lực lượng chỉ là thứ yếu đương nhiên nếu như quy tắc rất cao mà lực lượng quá yếu như vậy cũng không nhất định nhưng mà tiêu chuẩn cảnh giới chỉ cần đạt tới là được thứ quan trọng hơn vẫn là quy tắc nữ hoàng cũng luyện hóa vài phần lôi kiếp dịch nắm giữ hai loại lôi đình bí pháp Hiện tại muốn đem bí pháp như vậy tăng lên tới tiên cấp, tiến thêm một bước, tăng trưởng chiến lực của nàng. Lăng Hàn từ trên thuyền nhảy xuống, lần này trở về Thương Nguyệt Thành, hắn lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn đã trở thành trảm trần lão tổ. Đinh ra, trước tiên ta phải thua một chút tiền lãi. Đây cũng không phải là lần đầu Lăng Hàn tới Thương Nguyệt Thành, nhưng mà không có lần nào lực lượng 10 phần như lần này. Trước kia chỗ sửa của hắn khi đối đầu với Đinh ra chính là hắc tháp. Ta đánh không lại ngươi nhưng ta có thể trốn, nhưng chuyện này kỳ thực không phù hợp với tính cách của Lăng Hàn. Bởi vì hắn trọng khoái ý ân cửu hơn, lần này hắn chính thức có thực lực làm như vậy, ta tới đây đinh ra, các người sắp nhận được kinh hỉ rồi. Thiên phượng thần nữ tạm thời tiến vào trong hắc tháp, Lăng Hàn dắt tay nữ hoàng, thậm chí lúc này nữ hoàng còn lộ ra chân dung. Ở trong một đại thành nhất tinh, bọn hắn đã không còn sợ hãi nữa. Đi vào cửa thành, bọn hắn không cần tản ra khí thức chảm trần lão tổ, dung nhan tuyệt lệ của nữ hoàng, khí chất cao quý đã khiến cho những thủ vệ kia nhìn tới há hốc mồm, không tự chủ được phủ phục xuống, dâng lên sự cung kính hèn mọn của bọn hắn cho nữ hoàng. Mạo đại vốn âm thầm hộ tống cho hai người Lăng Hàn, nhưng mà Lăng Hàn lại nhã nhận từ chối. Trước kia Lăng Hàn có thể thong dong thoát khỏi đinh ra, lần này thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, bước vào chẩm chân, như vậy càng không cần phải lo lắng gì nữa. Hai người Lăng Hàn đi tới đinh ra, bất quá thương nguyệt thành dù chỉ là thành trì nhất tinh, nhưng mà địa vực thực sự quá lớn, hơn nữa lại thêm quy tắc tiên vực hạn chế hai người đi trọn vẹn ba ngày rốt cuộc mới đi tới đinh gia lăng hàn đi thẳng tới cửa một tay ôm eo nữ hoàng thong dong tới cực điểm đứng lại ồ oh, thủ vệ đứng ở cửa ra vào vốn quát hai người lăng hàn dừng lại thế nhưng lúc nhìn thấy dung nhan tuyệt lệ của nữ hoàng sáu người đồng thời há hốc mồm hai mắt đăm đăm rốt cuộc cũng không nói nên lời thê tử một mình nàng có thể chống đỡ hàng ước cao thủ nha lăng hàn tán dương dung nhan và khí chất của nữ hoàng đều là thượng thừa loại người trời sinh cao quý này có thể khiến cho vô số người xoay quanh cũng khó trách nữ hoàng lại kiêu ngạo như vậy nữ hoàng nhoẻn miệng cười vẻ mặt kiêu ngạo ở trước mặt lăng hàn lại trở thành ôn nhu như nước vậy phanh phanh phanh, phanh lăng hàn ra tay đánh bay sáu thủ vệ ngoài cửa đinh ra bóng người như rơm dạ bay múa có người đập vào cửa lớn mạnh mẽ tạo thành một lỗ thủng trên cửa có người thì đụng vào trên tường tường không bị phá thế nhưng người đập vào lại gãy xương cốt Chương 1889, không đề. Lăng Hàn không có lưu tình, hắn đối với Đinh gia thực sự không có chút hảo cảm nào. Đây là một gia tộc thối nát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, là một gia tộc vô cùng ác độc. Có lẽ Ổ Sơn Tặc so với nơi này còn sạch sẽ hơn. Hắn đối với Sơn Tặc có thể đại khai sát giới, vì sao ở đây lại không được cơ chứ? Sáu người có bốn chết tại chỗ, còn có hai người cũng cách cái chết không xa, đang ở đằng kia rên hừ hừ, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lăng Hàn rút thần hồn của hai người trong đó xem xét, sau khi xem xong, sắc mặt càng trở nên âm lãnh. Quả nhiên Đinh Gia không có ai là tốt, ngay cả mấy hộ vệ giữ cửa cũng chuyên làm ác, ỉ vào thế lực Đinh Gia mà lấn nam hiếp nữ, không biết đã gây tai họa cho bao nhiêu người. Đại ác phải trừ, tiểu ác cũng tất chảm. Lăng Hàn rũi một ngón tay ra điểm một cái, lôi quang bổ ra, hóa thành một thanh chiến mâu, chém giết hai thủ vệ còn đang hấp hối kia. Thượng thiên bất nhân vậy hắn sẽ thay trời hành đạo người nào dám cả gan tới đinh gia ta quấy rối chỉ nghe mấy tiếng quát chói tai vang lên bảy người từ trong đinh gia bay vọt ra mỗi một người đều mang theo vẻ mặt giận dữ đinh gia là một trong ba đại bá chủ của thương nguyệt thành ai dám động vào bọn hắn cơ chứ không tốt là ác tử kia lang lang hàn giết tới tận cửa rồi nhanh đi mời lão tổ lúc bảy người này nhìn thấy rõ bộ dáng của lang hàn không khỏi sợ hãi tới mức mặt cũng xanh lên ở đinh gia lang hàn tuyệt đối là người bị thống hận nhất nhưng mà cũng được gán cái mác vô cùng nguy hiểm đinh hổ lão tổ bị ác tử này giết chết bảy người vội vàng lùi lại sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy người có tu vi cao nhất trong bọn hắn cũng chỉ là sáng thế cảnh cảnh sao có thể là địch thủ của quái vật vô địch trong sáng thế cảnh như lăng hàn chứ mà bọn hắn còn chưa biết lăng hàn đã chạm trần thành tiên nữ hoàng ra tay xoát xoát bảy đạo lôi điện ngưng tụ thành kiếm khí đánh ra phanh 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 bảy người kia bị trúng chiêu toàn bộ đều bạo tạc lực phá hoại của sấm xét thực sự rất đáng sợ lăng hàn mỉm cười sau khi nữ hoàng uống kiếp lôi dịch nắm giữ hai môn lôi đình bí pháp một môn là lôi đình phích lịch một cái khác là thiểm điện hai môn bí thuật đều vô cùng thực dụng hai người vẻ mặt thong dong nhìn nhau cười cười rồi đi vào trong đinh gia địa phương toàn cầu này phá nát là tốt nhất lăng hàn vung quyền đánh loạn phanh 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 lực lượng cuồng bạo điên cuồng chấn động phòng ốc bốn phía lập tức bị đánh sụp đổ mà cả đinh gia cũng run rẩy lực lượng của hắn bây giờ là gì chứ? Một vị trảm trần lão tổ phát huy, không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm càn, một vị đại nhân vật xuất hiện, phụ cận có thêm tộc nhân đinh ra tuôn ra, mỗi một người đều nhìn lăng hàn hầm hầm. Thế nhưng khi nhìn thấy nữ hoàng, vẻ mặt giận dữ lại tan thành mây khói. Lăng hàn, vị đại nhân vật kia là nhất trảm lão tổ, gọi là đinh tuấn, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái. Bởi vì đinh hổ chết trong tay đối phương, trên lý luận mà nói, chạm trần đối với sáng thế cảnh là nghiền áp tuyệt đối, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm thế nào. Trực tiếp ra tay hay là mời cao thủ mạnh hơn nữa tới. Bất quá hơn phân nửa chạm trần trong gia tộc đều bị phái ra đi tìm lăng hàn. Trừ hắn ra cũng chỉ còn lại một nhất chạm khác, còn có đinh diệu long nữa. Ác tử, người tới chịu chết sao? Một lão giả có tròm dâu trắng kêu lên, đó chính là hàng hà cảnh của đinh gia, dù là tiên vực, cũng không phải mỗi một người đều có thể nhẹ nhõm tu luyện tới sáng thế cảnh. Lăng Hàn liếc mắt nhìn về phía lão giả kia, phanh một cái, dưới áp lực khủng bố, lão giả này lập tức bị chấn nát, hóa thành một đám huyết vụ. Lớn mật, Đinh Tuấn giết gào, ở trước mắt hắn mà đối phương cũng dám ra tay giết người sao? Ác tử, người không có tính người a? À. Vậy sao? Lăng Hàn vươn tay, nắm thần hồn còn chưa có tán đi của lão giả kia tới, hắn lại dùng phương thức siêu hồn đối phương, miệng cũng nhanh chóng nói. 15 tuổi cường bạo thị nữ, 21 tuổi vì chiếm nữ Na mà giết trượng phu người ta, 32 tuổi tra tấn đồng nữ 12 tuổi tới chết. Ha ha, lão xúc sinh như vậy còn giữ lại làm gì? Ánh mắt lang hàn lạnh lẽo, nhìn về phía người đinh ra bốn phía. Đinh ra các người có thể tìm ra được một người nào lương thiện không? Người đinh ra đều tức giận, loại chuyện này thì tính là gì chứ? Người tiên vực nhiều như vậy, chỉ tính riêng thương Nguyệt Thành cũng là hàng ức, cho dù mỗi ngày bọn hắn đều giết người làm thú vui, vậy cũng không thể nào giết được quá nhiều người, có gì phải bận tâm cơ chứ? nhìn biểu lộ của các người ta đã biết rõ. Lăng Hàn xoa xoa tay, mặt đất rung động, ông trời đã không có mở mắt trừng phạt các ngươi, vậy thì để cho ta tới làm đi. Sát khí của hắn lộ ra, đối với đám người mặt người giả thú này chỉ có sát ý khôn cùng mà thôi. Xúc sinh mà thôi, cho dù giết thì như thế nào chứ? Hắn đi ra ngoài, đánh ra một quyền, phanh phanh phanh, lập tức có mười mấy người bị hắn đánh bại, hóa thành huyết vụ bắn tứ tung. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho đinh ra máu chảy thành sông. Lăng Hàn nói, thanh âm lạnh lẽo như sát thần địa ngục. "Ác tử, dừng tay." Đinh Tuấn gào thét, nhưng mà mỗi một quyền của Lăng Hàn đánh ra sẽ có hơn 10 tộc nhân chết đi, trong đó thậm chí còn có một ít người là hậu đại trực hệ của hắn. Chuyện này bảo hắn làm sao có thể nhẫn nhịn cho được. Hắn tung người bay ra, phát động công kích với Lăng Hàn. "Lão tổ uy vũ, lão tổ khí phách, diệt ác tặc này, những người còn may mắn sống sót giống to, không ngờ ác tặc này lại dám một mình đi tới đinh gia bọn hắn đại khai sát giới." Đinh Tuấn đánh tới, đồng thời cũng thi triển bí pháp, có thể biến đổi tất cả công kích, sau đó thừa cơ ra tay, dồn người ta vào chỗ chết. Ánh mắt Lăng Hàn càng lạnh lẽo, "Hôm nay ta sẽ lấy lại công đạo cho Hồ gia." Ông, thanh âm như là sấm sét, khiến cho da đầu Đinh Tuấn tê dần, hắn hét lớn. "Hóa ra ngươi là Dương Nhiệt Hồ gia, khó trách Lăng Hàn luôn đối đầu với bổn tộc, thậm chí còn đưa tới lửa giận của Hàn gia, làm hại tổ miếu bị hủy đi. Hóa ra, hóa ra Lăng Hàn này chính là hậu nhân Hồ gia." Chương 1890, Tổ Miếu đinh ra lại gặp nạn. Rốt cuộc tất cả cũng có lý giả hợp lý, Lăng Hàn không có ý tứ giải thích, đinh Tuấn muốn hiểu như vậy cũng tốt. Dù sao hắn cũng tới đây là để giết người, hắn ra tay, nai như không nhanh, nhưng mà lại vọt qua khỏi công kích của đinh Tuấn, mạnh mẽ nắm lấy cổ đối phương. Đường đường là nhất chảm lão tổ lại giống như con vịt, bị người ta nắm cổ, tứ chi vô lực giãy giụa. Thực lực cách biệt tới mức như trời và đất, Lăng Hàn dùng tay nắm lấy cổ đinh Tuấn ngắt một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ đinh tuấn liền bị vặn gãy. Phốc một cái, máu tươi phun ra, lão gia hỏa này lập tức chết tươi, tứ chi buông thóng. Quả thực hắn đã chết, thân thể bị đánh nát sinh cơ. Ngay cả thần hồn cũng bị Lăng Hàn dùng lực lượng quy tắc phá hủy, căn bản không có cơ hội xuất khiếu. Lăng Hàn tiện tay ném một cái, ném thi thể Đinh Tuấn sang bên cạnh. Đương nhiên không gian thần khí các loại hắn cũng không quên tìm ra. Bốn phía một mảnh im lặng, Đinh Tuấn lão tổ chết, ngay cả một chiêu của lăng hàn cũng không có đỡ được tàn sát lão tổ như giết gà dễ dàng giết chết lão tổ của bọn hắn đây chính là nhất chảm lão tổ a hai chân tất cả mọi người phát run bọn hắn muốn chạy nhưng mà chỉ cảm thấy hai chân như đeo trì căn bản không nhúc nhích được lăng hàn không chút lưu tình đánh ra một quyền lập tức có mười mấy người bị đánh nát thần hình câu diệt tha mạng có một ít người ý chí yếu kém trực tiếp quỳ lạy trước mặt lăng hàn cầu xin tha thứ đám người đáng hận các ngươi cầu xin tên đao phủ này làm gì chẳng lẽ như vậy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao cũng có người cứng rắn đứng đằng kia ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm vào lăng hàn giống như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của lăng hàn để sau khi chết cũng phải hóa thành quỷ tới báo thù lăng hàn vậy lăng hàn há lại thèm để ý hôm nay hắn chỉ mang một thứ tới đây đó chính là tử vong thân thể hắn lướt qua toàn bộ đám người bị diệt lăng hàn và nữ hoàng tiếp tục đi tới hắn không quen nơi này bởi vậy tự nhiên phải đi tổ miếu chỗ đó là nơi hắn quen thuộc nhất a ác tử nhanh đi thông báo cho gia chủ đại nhân vâng một đường nơi lăng hàn đi qua không còn một ai còn sống hắn thấy quá nhiều căn bản không có một ai là kẻ tốt nhân từ đối với loại người như vậy đối với lăng hàn mà nói là quá xa xỉ mấy thời thần sau lăng hàn và nữ hoàng đi tới tổ miếu của đinh gia hai năm qua đi tổ miếu đương nhiên đã hoàn thành trùng kiến kim bích huy hoàng vẫn trang nghiêm, trang trọng như cũ. Một đám ác đồ, khi sống làm ác, chết cũng xứng được hưởng thụ hương khói sao. Lăng Hàn cười lạnh, đánh ra một quyền, bắt đầu phá lung tung. Trong tiên vực có một truyền thuyết, đó chính là người sau khi chết đi, nếu như lập linh vị người này, hưởng thụ hương khói cung phụng. Nếu như thời gian đủ dài, linh hồn người nọ sẽ tụ lại, sau đó trọng sinh ở trong huyết mạch hậu đại. Nếu như thành công, huyết mạch hậu đại này rất đơn giản đạt tới độ cao của người nọ khi còn sống đối với một gia tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Lại nói, chuyện này cũng thỏa mãn nguyện vọng vĩnh sinh. Dù sao còn có thiên nhân chi ách, ở tiên vực kỳ thực cũng không có bao nhiêu cường giả có thể thực sự vĩnh sinh. Chỉ là rất nhiều lão quái vật sống quá lâu, đủ để khiến cho người ta tức lộn ruột mà thôi. Lập tổ miếu như thế này là hy vọng đám lão tổ tông có thể ngưng lại linh hồn, sống lại trên người hậu đại. Như vậy khiến cho gia tộc có thêm nhiều cường giả, ác nhân chết nhiều năm còn muốn sống lại làm ác lần nữa đương nhiên không được, Lăng Hàn toàn lực ra tay, ầm ầm, cả tổ miếu run rẩy dữ dội, trong khoảng thời gian ngắn lại không có tan vỡ. Bởi vì nơi này có trận pháp bảo hộ, Lăng Hàn cũng không phải là cường giả tứ trảm như Hàn Lộ, lực phá hoại không có biện pháp so sánh với hắn. Nhưng mà hắn lập tức phát động cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy, lôi đình chi lực, lực phá hoại lập tức khủng bố. Nhất là cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc uy lực của bọn chúng chỉ cần bị chúng dinh vào, đại đạo phát huy, tất cả đều bị diệt. Kỳ thực lôi đình chi lực cũng rất khủng bố, đây là lực lượng cường đại nhất thần giới, chỉ là bị giới hạn trong cấp độ cổ giới. Sau khi tiến vào tiên vực, hạn mức cao nhất này mở ra, uy lực cũng siêu cường. Từ ý vị nào đó mà nói, lôi đình chi lực này cũng là do thiên địa dưỡng dục, kỳ thực cũng coi như là bổn nguyên chi lực. Bài vị tổ tông A, đinh ra ta tạo nghiệt gì chứ? Rất nhiều lão nhân đang bái tế trong tổ miếu đều khóc róc nói. Bọn hắn liên tục chạy tới, trợn mắt nhìn về phía Lăng Hàn, nếu như ánh mắt có thể giết được người, như vậy nhất định hiện tại Lăng Hàn đã bị xé tan thành vô số mảnh nhỏ. Tặc tử, một tiếng gầm giận dữ vang lên, rốt cuộc lại có cường giả chạy tuốt. Đinh Sương, nhất chảm lão tổ, đây là một tộc nhân vô cùng xuất sắc trong đinh gia, thời gian thành đạo rất sớm. Bởi vậy nhìn qua tuổi tác chỉ chừng 40 tuổi, huyết khí như biển. Hắn phẫn nộ quát một tiếng, quanh thân có huyết khí sôi trào, như ma vương rời núi, khí diễm hung hăng cản quấy. Đinh khiếu trần cũng xuất hiện, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn lăng hàn. Hắn đã không biết biểu đạt tâm tình của mình hiện tại như thế nào nữa. Người này cường đại tới mức khiến cho hắn chỉ có thể nhìn lên. Hắn chỉ dám ghi hận trong lòng, nhưng ngay cả biểu đạt ra trên mặt cũng không dám. Ba lần bảy bận hắn bị Lăng Hàn thu thập tới mức thảm thương. Lăng Hàn tâm niệm khẽ động, miệng quát khẽ, chiến thú, ra, lập tức trong cơ thể hắn có ba đạo quang mang bắn ra. Bạch quang ngưng tụ thành một đầu bạch hổ, quang mang màu đỏ ngưng tụ thành một đầu chu tước. Quang mang màu xanh lam thì ngưng tụ thành một đầu phích lịch thú. Thập thú thuật, tiên thuật hạch tâm của vạn thú tiên vương. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn đã hơi chút nắm giữ ảo diệu của thập thú thuật, có thể ngưng tụ ra ba đầu chiến thú. Phân biệt là dùng Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mẫu Thủy và Thiên Kiếp làm hạch tâm, hắn muốn thử uy lực của ba đầu chiến thú này một chút. Ba đầu chiến thú vừa mới xuất hiện, lập tức sát khí ngập trời khiến cho những người nhát gan bị dọa cho xanh mặt. Đinh Sương cũng quá sợ hãi, hắn có cảm giác, tùy tiện một đầu chiến thú nào trong ba đầu cũng có thể chém giết hắn. chương 1891, Chiến Đinh Diệu Long Làm sao có thể, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Chảm trần, ngươi, ngươi, không ngờ ngươi lại có thể chảm trần, ông trời không có mắt ra. Vương bát đản đáng giết ngàn đao trước mắt này lại có thể trở thành chảm trần cảnh. Nếu như ngươi có thể ngăn ba chiêu của đầu chiến thú này của ta thì ta chỉ phế tu vi của ngươi, thả cho ngươi một con đường sống. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, tay điểm ra một ngón, đầu bạch hổ kia lập tức đập ra. Sát khí ngập trời, hàn ý lạnh lẽo. Đầu bạch hổ này là do huyền âm mẫu thủy làm hạch tâm ngưng tụ mà thành, đương nhiên kỳ hàn vô cùng. Hơn nữa, huyền âm mẫu thủy lại là bổn nguyên chi lực thiên địa, đó là tồn tại châu bò tới đâu cơ chứ. Đinh Sương đưa tay ra, muốn chống đỡ. Thế nhưng tay hắn vừa mới nâng lên thì hàn ý khôn cùng đã đánh úp lại, khiến cho thân thể của hắn đóng băng, ngay cả một ngón tay cũng không có cách nhúc nhích được. Trên tóc, trên tròm dâu, trên lông nghi của hắn, toàn bộ đều ngưng tụ thành vụn băng, tự nhiên máu tươi trong người cũng đông lại, cả người hóa thành một cái tượng băng. Bạch hổ bổ nhào về phía hắn, nhẹ nhàng vung móng vuốt lên, phanh một cái, cả người đinh xương lập tức vỡ nát. Thần hình câu diệt, chúng một chút hàn khí, ngay cả thần hồn của hắn cũng bị giam cầm ở trong thức hải, muốn chạy trốn cũng không trốn nổi chỉ có thể cùng bị đánh nát cùng với thân thể mà thôi thập thú thuật thật đáng sợ bổn nguyên chi lực thiên địa thật đáng sợ tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng trong suy nghĩ của bọn hắn lão tổ tông như là chiến thần không ngờ ngay cả một đầu chiến thú do ác tặc kia phóng ra cũng không có cách nào địch nổi muốn làm được chuyện này cần thực lực cách biệt thế nào chứ diệt cho ta lang hàn nhẹ nhàng nói ra ba chữ ba đầu chiến thú lập tức đại khai sát giới chúng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả nhất trảm lão tổ cũng không phải là đối thủ của chúng. Chỉ là một đám sáng thế cảnh, hằng hà cảnh thì tính là thứ gì chứ? Bạch hổ lướt qua, tất cả đều bị đóng băng, sau đó nó vùng chảo đập qua, đánh nát hết thảy. Chu tước bay qua, thiêu đốt hết thảy, không lưu lại một chút cặn bã nào. Mà phích lịch thú trong lúc chạy đi, thiên phạt lôi đình bắn ra, đánh cho tất cả nổ thành thịt vụn. Ta còn chưa có thử qua một chiêu này, lang hàn quang ra một quả cầu. Đây là lôi đình bí pháp, được lấy từ lôi kiếp dịch bất quá hắn chưa từng có dùng qua bởi vì đây là một đại chiêu chẳng phân biệt được địch ta công kích toàn bộ mà lúc trước hắn không có gặp được tình huống lấy một địch trăm địch ngàn đương nhiên không cần dùng tới chiêu thức này hiện tại rốt cuộc cũng có thể mượn tạm tổ miếu này thử uy lực oanh quả cầu nổ tung sấm xét khủng bố chấn động lực phá hoại kinh người một chiêu này cần xúc thế rất lâu mới có thể đánh ra hơn nữa thời gian xúc thế càng lâu uy lực cũng càng lớn Thậm chí còn có thể đạt tới trình độ giết chết chính bản thân mình. Bởi vậy, một khi bản thân lang hàn cảm giác không chịu đựng nổi, có thể thấy được uy lực của một kích này to lớn tới đâu. Cứ như vậy trùng kích một lần, khiến cho tổ miếu lập tức bị bị đánh nát một phần người. Tranh lệch quá nhiều, lang hàn lại lắc đầu, lúc ấy hàn lộ ra tay, rất tùy ý là có thể san bằng nơi này thành bình. Lúc này hắn toàn lực ứng phó, không ngờ lại chỉ có thể đánh nát ra một phần người mà thôi. Đây là tranh lệch với tứ chảm A thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ là nhất chảm A. Hơn nữa lại vừa đạt tới nhất chảm trung kỳ, có thể có chiến lực như vậy còn chưa đủ châu bò hay sao? Nếu muốn nữa quả thực ông trời cũng phải tức chết, Đinh Khiếu Trần trong lúc chiến đấu cũng bị diệt sát, hắn cũng không biết tất cả ngọn nguồn. Hắn chỉ cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do hắn trêu chọc Lăng Hàn mà thành. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn vô cùng hối hận, sau khi chết hắn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông cơ chứ? Lăng, Hàn, lúc này có một thanh âm vô cùng phẫn nộ vang lên người mạnh nhất rốt cục cũng xuất hiện đinh diệu long lúc trước hắn luôn đang bế quan tu luyện dù là hy vọng xa vời nhưng hắn cũng không có buông tha trùng kích phân hồn cảnh thế nhưng sự thật lại một lần nữa làm cho hắn thất vọng cảm ứng được trong gia tộc xảy ra kinh biến cuối cùng hắn cũng phá quan mà ra sau đó hắn lập tức nhìn thấy mẹ nó tổ miếu sắp nát lần nữa ác tử đáng chết nhà ngươi đinh diệu long sắp nổi điên rồi hai lần những hai lần đều là vì Lăng Hàn mà Tổ Miếu bị hủy đi. Lăng Hàn dừng tay, ba đầu chiến thú cũng lập tức trở về. Đinh Diệu Long chính là tứ trảm tuyệt đối không thể khinh thường. Hôm nay ta đại biểu cho Hồ Gia đến tới đây, đòi lại một ít nợ cũ. Tiếp đó chính là đại biểu cho bản thân ta tới. Triệt để diệt Đinh Gia các ngươi. Hồ Gia, trong lòng Đinh Diệu Long lập tức run lên, hắn bình tĩnh nói. Hóa ra ngươi là Dương Nhiệt Hồ Gia, thật là đáng chết lúc trước ta không có đuổi tận giết tuyệt hồ ra các ngươi. Vốn tưởng rằng thế lực tiên vương ra tay, hồ ra nhất định sẽ xong đời. Thế nhưng hắn không ngờ tới chỉ còn lại một dư nghiệt lại tạo thành hậu hoạn lớn tới như vậy. Lăng Hàn cười ha hả, hắn không cần phải giải thích cụ thể cho Đinh Diệu Long làm gì. Vậy thì để bổn tỏa tự mình tiến đưa ngươi đi theo tổ tiên ngươi. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, hắn đánh ra quyền, lực lượng thời gian bắt đầu khởi động, môn bí thuật này của hồ gia quả thực mạnh mẽ hiện tại nó cũng trở thành thuật pháp cường đại nhất của hắn ba đầu chiến thú rít gào đánh về phía đinh diệu long ba đầu chiến thú bổ nhào tới dưới dòng chảy năm tháng cũng liên tục bị chôn vùi môn bí thuật này quá cường đại chỉ cần cảnh giới không bằng như vậy bất luận công kích gì đều là uổng phí thậm chí cho dù lực lượng siêu việt bản thân người thi triển cũng không nhất định có thể làm bị thương được đinh diệu long trước khi trở thành tiên vương quy tắc thời gian quá mạnh mẽ lang hàn triển khai điện thiểm không chọi cứng với Đinh Diệu Long. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho cường giả tam chảm đánh vài cái, tuyệt đối gánh không được tứ chảm đánh, mạnh mẽ ngạnh kháng cũng không được. Như vậy cho dù có vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng không thể trèo chống được quá lâu. chương 1892, Vạn Quỷ Linh Thượng Lại tới, hắn lại một lần nữa ngưng tụ ba đầu chiến thú, Đinh Diệu Long muốn hóa giải một chiêu này rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn làm bị thương chiến thú dùng cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy làm hạch tâm cũng là chuyện không thực tế. Ba đầu chiến thú của hắn cũng cần bí thuật thời gian, như vậy dùng tuế nguyệt thiên thu để đối kháng với tuế nguyệt thiên thu vậy. Đi, ba đầu chiến thú lần nữa đánh ra, đánh về phía đinh diệu long triển khai công kích. Nhưng lúc này vẫn không có đạt tới được mục tiêu của lăng hàn. Cho dù chiến thú toàn lực công kích nhưng cũng chỉ có thể đối kháng với lực lương thời gian mà thôi. Thậm chí ở bên trong lực lượng thời gian còn nhanh chóng biến mất khi lực lượng thời gian trên người chúng biến mất thì thân thể chúng cũng cũng lập tức biến mất theo cảnh giới tranh lệch dù sao vẫn quá lớn thế nhưng chuyện này lại khiến cho đinh diệu long giật mình hắn cũng không nghĩ tới ba đầu chiến thú kia thiếu chút nữa có thể xé nát được phòng ngự của mình người trẻ tuổi kia quả thực lại yêu nghiệt đáng sợ hôm nay không diệt trừ như vậy sau này đinh gia sẽ thực sự gặp nguy đinh diệu long tế ra một cái chuông toàn thân đen nhánh vừa mới lấy ra đã khiến cho thiên địa biến hóa một đạo mây đen bao phủ trên không trung không ngừng trải rộng ra. Bên trên có lôi quang chấp động, giống như muốn đánh xuống lôi phạt. Thế nhưng dường như vẫn còn kém một chút cho nên chưa đánh xuống. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, Đinh Diệu Long này tuyệt đối không giống như muốn đột phá phân hồn. Như vậy thiên kiếp này có lẽ là hướng về phía cái chuông trong tay đối phương. Chẳng lẽ bảo khí vừa thành, cho nên mới có thiên kiếp hàng lâm. Không đúng, nếu như thiên kiếp thực sự sắp đánh xuống, như vậy đã sớm rơi xuống rồi, cần gì phải trần chờ như vậy chứ đó là thiên phạt một thanh âm vang vọng bên cạnh hắn đó là đại hắc cầu, nó lẻ cái lưỡi thật dài ra nếu làm ác quá nhiều sẽ tổn thương tới thiên hòa sẽ đưa tới thiên địa phán quyết đại hắc cầu xuất quỷ nhập thần cũng không còn là chuyện gì kỳ lạ nữa nó nhìn thấy động tĩnh bên này quá lớn cho nên bị hấp dẫn tới điều khiến cho lăng hàn kinh ngạc là đại hắc cầu này không ngờ cũng là chảm trần nó đi đâu chảm trần thành tiên chứ lăng hàn nhướng mày nói nhưng mà mục tiêu thiên phạt là cái chuông kia vậy nhất định là trong quá trình luyện chế cái chuông này phạm phải quá nhiều sát nghiệp vì vậy thiên địa mới không dung đại hắc cầu nghiêm túc nói bộ dáng hiếm khí đằng đằng sát khí kiện bảo khí này nhất định phạm phải không ít sát nhiệt lăng tiểu tử không cần cho bổn tọa mặt mũi làm thịt lão tiểu tử đó sau đó hủy cái chuông kia đi đây không phải là nói nhảm lăng hàn chỉ nhìn chằm chằm vài cái chuông kia nếu như hắn có thể đánh thắng đinh diệu long như vậy cần gì phải nói tới sau đó hắn chỉ là nhất chảm yêu nghiệt thế nào cũng chỉ là nhất chảm, có thể quét ngang hết thảy nhị chảm, miễn cưỡng địch lại tam chảm sơ kỳ đã là quái vật rồi. Tứ chảm, thực sự chênh lệch quá lớn, Đinh Diệu Long một mặt lay động cái chuông tông tay, phóng ra hắc khí vô tận, một mặt lại nói. Đây là hắc vụ vạn quỷ linh, từ vô số năm trước tổ tiên ta đã bắt đầu luyện chế. Chỉ là luyện chế thứ này cần dùng vô số sinh hồn để hiến tế. Vì không muốn bị thiên phạt gạt bỏ, mỗi một thời tổ tiên đều chỉ tế luyện một bộ phận vô số năm qua đi rốt cuộc mới luyện chế thành công nếu như không phải tiềm lực của ác tử ngươi quá đáng sợ quả thực bổn tỏa cũng không muốn để lộ ra bí mật của vạn quỷ linh khói đen bắt đầu khởi động hóa thành một mảnh biển trong biển sương mù có một đầu lâu hiển hiện phát ra tiếng kêu to chỉ bằng vào thanh âm này cũng có thể đơn giản khiến cho trảm trần cảnh thất khiếu chảy máu đoán chừng nhất trảm bình thường tiến tới hai ba lần sẽ bị tiếng giống này làm cho thần hồn chia lìa nhanh chạy đại hắc cầu nhanh chân bỏ chạy bổn tọa rút lui trước nhiệm vụ làm sứ giả chính nghĩa giao cho tiểu tử ngươi lúc này đại hắc cầu này làm gì còn một chút trang trọng và nghiêm túc nào nữa lăng hàn cũng nhảy tới bên người nữ hoàng vạn nhất nếu như không đúng hai người sẽ cùng tiến vào hắc tháp hư dưới vạn quỷ linh các ngươi còn muốn chạy trốn sao đinh diệu long lạnh lùng nói ngay cả vũ khí bí mật như vậy cũng tế ra đương nhiên hắn muốn tất sát lăng hàn từng tiếng giết vang vọng vô số đầu lâu đánh về phía lăng hàn và nữ hoàng mỗi một đầu đều có chiến lược tam trảm đừng nhìn chỉ là tam trảm nhưng mà số lượng có bao nhiêu chứ hơn vạn bởi vậy đừng nói lăng hàn và nữ hoàng chỉ là nhất trảm cho dù là tứ trảm lão tổ đối mặt với bảo vật này chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi cũng đúng nếu không phải vạn quỷ linh có uy lực cực mạnh như vậy tổ tiên từng đời của đinh ra cần gì phải mạo hiểm bị thiên phạt đi luyện chế nó cơ chứ chỉ là quỷ vật còn không mau cút cho ta lăng hàn hét lớn một tiếng phóng ra cửu thiên hỏa oanh liệt diễm bộc phát hóa thành một vòng tròn bảo hộ hắn và nữ hoàng vào bên trong chiêu này có hữu hiệu ngăn cách khô lâu bên ngoài vòng tròn thế nhưng đầu lâu sau tiếp nối đầu lâu trước mỗi một cái đầu lâu khi đụng tới đều làm tiêu hao một bộ phận hỏa thuẫn như vậy không cần bao lâu là có thể công phá được phòng ngự của lăng hàn dù là như vậy đinh diệu long vẫn chấn động vô cùng đổi lại là hắn bị vạn quỷ linh vây khốn tình huống cũng không tốt hơn lăng hàn bao nhiêu thế nhưng hắn là ai chứ đây tự nhiên là do công lao của cửu thiên hỏa thiên địa tổ hỏa bá đạo vô cùng đáng tiếc là cảnh giới của lăng hàn quá thấp hạn chế uy năng của cửu thiên hỏa nếu không mà nói chỉ là vạn quỷ linh cho dù tiên vương tới gặp cũng phải run rẩy một thoáng mặc kệ ác tử này yêu nghiệt thế nào hiện tại cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết đinh diệu long nở nụ cười dữ tợn nói ác tử chờ sau khi ngươi chết, bổn tỏa sẽ cướp lấy tất cả cơ duyên của ngươi. Mà nữ nhân bên cạnh ngươi bổn tỏa sẽ luyện chế thành diễm thi, tin rằng có rất nhiều người luyện ý đùa bỡn. Dùng thân phận của hắn vốn không nên nói ra loại lời uy hiếp như vậy. Ai bảo Lăng Hàn lại hai lần hủy tổ miếu, trong lòng Đinh Diệu Long thực sự quá hận. Không chỉ nói vài câu, cho dù xé xác Lăng Hàn cũng không đủ hả giận. chương 1893, Vạn Quỷ Linh Hạ. Không ngờ Đinh Diệu Long ngươi lại là người như thế. Đại hắc cầu trở lại, xuất hiện bên cạnh Đinh Diệu Long, sau đó cắn một cái. A à hát, Đinh Diệu Long kêu thảm thiết, dù thế nào hắn cũng không ngờ đầu đại hắc cầu này lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào chạm chân, cho dù Đinh Diệu Long còn mạnh hơn hàn lộ một ít, nhưng mà tranh lệch với đại hắc cầu kỳ thực lại thu nhỏ lại vô số lần. Một cắn này cắn vào eo Đinh Diệu Long khiến cho mông Đinh Diệu Long cong lên. Xem cầu ra hầu tử thâu đào, đại hắc cầu đã sớm có đoán trước, nhả ra rồi quay người lại đã đi tới trước người đinh diệu long một cái chân chó hung hăng đá ra vừa vặn đá vào cái mông của đinh diệu long phanh thanh âm trứng vỡ vang lên đinh diệu long coi như là tứ trảm lão tổ thì sao chứ đây cũng không phải là nhức cả trứng gái a mà là cả trứng cũng nát a hát, hắn hét lên hai chân khép lại rất chặt sắc mặt trắng bệch tam liên chiêu của cậu ra một kích cuối cùng cúc hoa tàn đại hắc cầu vây quanh đinh diệu long sau đó một cái chân chó lại xuyên thẳng qua bờ mông của đối phương a hát đinh diệu long lần này thực sự mất hồn cúc hoa bị một chân chọc vào lại kêu thảm một tiếng tiếng kêu thê thảm không có cách nào hình dung được công thành lui thân đại hắc cầu nhanh chân bỏ chạy nó từ trước tới nay chỉ chơi lén mà thôi chính diện giao thủ ồ đó là ý gì cầu ra không biết nha hai chân đinh diệu long khép lại quá chặt một tay che mông đít tay kia còn cầm chuông hình tượng này nhìn thế nào cũng không ổn lăng hàn nhịn không được cười lớn ám chiêu của đại hắc cầu là từng chiêu liền chiêu về sau nhất định không được chủ quan đầu cầu hoang này căn bản không phân biệt địch ta nếu không cẩn thận nhất định sẽ có ngày khóc không ra nước mắt bởi vậy đinh diệu long căn không có cách nào lần nữa tế chuyển vạn quỷ linh thế công tự tiêu đinh diệu long một tiếng quát khẽ vang lên loạn lão tổ xuất hiện vẻ mặt tràn ngập lạnh lùng không ngờ đinh ra các ngươi lại âm thầm luyện chế tả khí ác đột như vậy khó trách loạn gia ta thi thoảng có tộc nhân mất tích hóa ra đều bị các ngươi hạ độc thủ siêu lại một đạo thân ảnh xuất hiện lão giả đoạn ra cũng tới hắn cũng nhìn chằm chằm vào vạn quỷ linh ánh mắt lạnh lẽo đinh diệu long lão phu cần một lời giải thích thỏa đáng hắn lạnh nhạt nói nhưng mà trong thanh âm lại vô cùng lạnh lùng trong khoảng thời gian ngắn đinh diệu long không ngờ lại bị hai đại tứ trảm lão tổ liên thủ ép hỏi hai vị này cũng không phải là hàn lộ mà là thiên kiêu chân chính một đấu một khó phân thắng bại. Hai đấu với một, hắn tuyệt đối sẽ nắm sấp. Đương nhiên nếu như thực sự bộc phát ác chiến, hắn liều mạng, cho dù chết cũng có thể khiến cho một người trong đó bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Đinh Diệu Long hừ lạnh một tiếng, nói, bổn tọa phải giải thích cái gì, các ngươi đều cút cho bổn tọa, nếu không bổn tọa cũng sẽ tàn sát các ngươi một thể. Vô luận thế nào ngày hôm nay hắn phải tất sát lăng hàn. Chỉ là có chút ngượng ngùng, đúng quần, mùng đít hắn đều đổ máu, lại thêm vẻ mặt lạnh lẽo của hắn lực trùng kích có chút lớn lão tổ hai nhà đoạn long tuy rằng vừa giận vừa hận nhưng mà nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đinh diệu long như vậy nhất là hai chân khép lại quá chặt giống như là bị người ta cường bạo cúc hoa khuôn mặt không nhịn được run rẩy một chút con mẹ nó bọn hắn muốn cười a à. đinh diệu long thu phản ứng của hai người này vào trong mắt hắn không khỏi tức giận tới run rẩy hai cường giả cùng dai không ngờ lại cười với hắn không phải là cười thân mật mà là cười nhạo hắn hắn rất tức giận, không, tức điên, đều đi chết đi, hắn giống to, vạn quỷ linh lại được tế. Vạn quỷ linh thực sự rất đáng sợ, nếu như bảo vật cũng có thể phân chia là chảm trần hoàn mỹ, chảm trần bình thường mà nói. Như vậy vạn quỷ linh chính là chảm trần hoàn mỹ, hơn nữa lại là chảm thiên địa một đao, nó tuyệt đối có thể quét ngang tất cả cường giả cùng dai. Nếu không, trả một cái giá lớn như vậy, lại thêm quá trình luyện chế tốn công sức như thế chỉ là công cốc. Bởi vậy, quỷ vụ vừa ra, Hai đại lão tổ nhà Long, đoạn chỉ có thể tránh lui, mà Lăng Hàn và nữ hoàng cũng triển khai điện thiểm, cũng rời khỏi phạm vi quỷ vụ bao phủ. Lệ quỷ rít gào, thanh âm từ trong khói đen vang vọng. Từng đạo thanh âm kia đối với bốn người Lăng Hàn đều tạo thành ảnh hưởng tương đương nhau, khiến cho thất khiếu bọn hắn đều chảy máu, cũng như lệ quỷ vậy. Bảo khí thật đáng sợ, người duy nhất không bị ảnh hưởng là Đinh Diệu Long, hắn là người khống chế bảo khí, đương nhiên là miễn dịch. Về phần đại hắc cầu bởi vì thực sự chạy trốn quá xa cho nên cũng không có bị ảnh hưởng Khí lực của lang hàn vô cùng mạnh mẽ, thần hồn được bất diệt thiên kinh rèn luyện qua Tuy rằng thất khiếu chảy máu, nhưng mà vẫn chịu đựng được Nữ hoàng có 9 phân thân, những phân thân trước đó bị hủy diệt nàng đã luyện ra tiếp Công kích có 10 phân thân cùng nhau chia sẻ, khiến cho nàng có thể thừa nhận được áp lực Dù sao đây chỉ là một bộ phận uy năng của vạn quỷ linh Hai đại lão tổ nhà Long, đoạn cũng không kém Cảnh giới bọn hắn còn ở đó, muốn dựa vào công kích bằng thanh âm muốn làm tổn thương thần thức của bọn họ. Như vậy cũng quá khó khăn, bởi vậy tuy rằng bốn người đều rất là chật vật, nhưng mà lại hoàn toàn chịu được. Bắt giặc trước bắt vua, hai đại lão tổ nhà Long, đoạn đều khẽ quát một tiếng, đánh về phía Đinh Diệu Long. Bọn hắn cũng không thể bị động bị đánh như vậy được. Thế nhưng Đinh Diệu Long căn bản không có ra tay, chỉ gọi khói đen tới, quấn quanh thân mình. Như vậy lão tổ hai nhà đoạn, long nếu như cưỡng ép công tới sẽ bị khói đen làm khó tuyệt đối sẽ bị trọng thương hai lão thất phu vốn ta định qua vài ức năm nữa sẽ tiêu diệt các ngươi nhưng mà hôm nay bí mật vạn quỷ linh đã lộ ra ngoài vậy thì dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này làm thịt hai lão thất phu các ngươi đinh diệu long lạnh lùng nói hai đại lão tổ long đoạn đều thầm kêu may mắn trong lòng bọn hắn chưa từng nghĩ tới đinh gia lại có thể luyện chế bảo khí ác độc như vậy mấu chốt là còn bị bọn chúng luyện chế thành công a phải biết rằng nếu như luyện chế một tà khí như vậy, thiên địa sẽ đánh xuống thiên phạt, cưỡng ép xóa đi. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, giống như có một loại lực lượng thần bí áp chế vạn quỷ linh tà ác. Chương 1894, cường giả dương hồn tới. Tuy rằng chỉ kém một phân, không có đạt thành điều kiện thiên phạt, bởi vậy tuy rằng lôi vân ngưng tụ thành hình, nhưng mà cũng không có thiên phạt hủy diệt đánh xuống. Nếu như dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, bị đinh Diệu Long này thi triển vạn quỷ linh đánh tới, như vậy tuyệt đối sẽ xong đời. Khá tốt, may mà hiện tại bọn hắn biết rõ. Biết rõ thì dễ làm, dù sau đây cũng chỉ là chuẩn tiên khí tương đương với tứ chảm mà thôi. Một mình ninh diệu long độc chiến hai đại tứ chảm lão tổ, chẳng những có thể áp chế được hai đại lão tổ khiến cho hai người gà bay chó chạy mà còn có thể ra tay công kích Lăng Hàn và Nữ Hoàng. Người hắn muốn giết nhất chính là Lăng Hàn, nếu như để cho Lăng Hàn lại chạy đi, như vậy tuyệt đối sẽ xong đời. Tiểu tử này phải chết, lăng hàn và nữ hoàng không ngừng vận chuyển điện thiểm sau khi trở thành chảm trần vô luận là phương diện lực lượng hay là quy tắc bọn hắn đều tăng lên vô số lần bởi vậy cũng không tới mức dùng điện thiểm vài lần sẽ không còn chút sức lực nào không có lùi lại lăng hàn muốn biết tà vật này rốt cuộc có bao nhiêu uy năng như vậy hắn mới có thể quyết định xem lúc nào giết trở lại khi lần nữa trở lại hắn tuyệt đối sẽ không trốn mà muốn phá hủy tất cả lão tổ đúng lúc này chỉ nghe một thanh âm quát tràn ngập vẻ phẫn nộ là đinh tùng lúc trước hắn đi hàn ra vừa mới chạy về thứ lọt vào trong mắt đầu tiên là tổ miếu bị hủy đương nhiên hắn phẫn nộ tới tột đỉnh hắn còn lập tức nhìn thấy lăng hàn người này vẫn đứng đó trực giác hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do lăng hàn tạo thành chỉ là hắn cũng không đoán sai một chút nào người này là lăng hàn bên cạnh đinh tùng còn có một người một thân hắc y trên y phục có một bông hoa giống như là con nhện khiến cho người ta nhìn vào không khỏi bất chi bất giác cảm thấy buồn nôn Nam nhân này nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi, trên mặt có một vết đen kéo dài từ mặt tới cổ, đoán chừng bên dưới ngực cũng có, chỉ là bây giờ còn chưa nhìn thấy mà thôi. Hắn nhìn lên trên mặt nữ hoàng một chút, không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm, ánh mắt bắt đầu biến hóa kịch liệt. "Bẩm đại nhân, ác tử kia chính là Lăng Hàn." Đinh Tùng vội vàng cung kính đáp lại, "Hắc y nhân này gọi là Hàn Hồng Phi, chính là một vị dương hồn lão tổ của Hàn gia." Phân hồn tứ cảnh, thiên, địa, âm, dương tuy rằng dương hồn chỉ là tầng thứ nhất nhưng mà từ trảm trần tới phân hồn bước này rất lớn giống như từ sáng thế cảnh tới trảm trần cảnh vậy mặc ngươi là thiên kiêu tới đâu cũng không thể bù đắp được ánh mắt hàn hồng phi không nỡ rời khỏi người nữ hoàng sau đó hắn nhìn về phía lăng hàn thản nhiên nói ngươi tự sát đi còn nữ oa như kia tới đây đây hoàn toàn là mệnh lệnh của hắn đây là chuyện đương nhiên hắn là cường giả dương hồn nơi này có ai đủ tư cách là địch thủ của hắn chứ đại nhân nơi này là thương nguyệt thành lão tổ đoạn gia không nhịn được nói thương nguyệt thành phía trên bọn họ là hắc nguyệt giáo trên hắc nguyệt giáo là phó gia sao lại tới phiên hàn gia tới nơi này diễu võ dương oai chứ người đang uy hiếp bổn tỏa sao hàn hồng phi lập tức lạnh lùng quét mắt nhìn về phía lão tổ đoạn gia khí tức cấp bậc dương hồn chấn động giống như là trời sụp xuống lão tổ đoạn gia lập tức thổ máu cảnh giới tranh lệch quá lớn hắn vừa mới đối mặt đã không thể nào thừa nhận được như vậy Lão Tổ Long ra nắm chặt hai tay, giận nhưng không dám nói gì. Đối mặt với Vạn Quỷ Linh hắn còn có thể chống đỡ, né tránh. Nhưng mà đối với cường giả Dương Hồn, đối phương chỉ cần duỗi tay là hắn có thể bị giết chết. Đại nhân, vạn bối không bắt được kẻ này, kính xin đại nhân ra tay. Đinh Diệu Long thu hồi Vạn Quỷ Linh, người Hàn gia đã tới, hơn nữa lại là cường giả Dương Hồn. Như vậy Lang Hàn nhất định sẽ chết chắc, không cần hắn tiếp tục ra tay. Hàn Hồng Phi làm như không nghe thấy hắn há lại để mắt tới một tứ chảm nho nhỏ. Không nhập phân hồn, tứ chảm là cặn bã, hắn lại nhìn lăng hàn và nữ hoàng, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Còn thất thầm làm gì? Lão thất phu, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao? Lăng hàn không nhịn được phải mắng to, muốn chết thì tự mình đi mà chết, lão tử đá nát trứng ngươi bây giờ. Ta kháo, hàn hồng phi giật mình, sau đó nổi giận lôi đình. Một tiểu bối nhất chảm không ngờ lại dám chỉ vào mũi mình rồi mắng. Hắn hừ một tiếng, lập tức chộp về phía lăng hàn oanh lập tức nguyên lực cuồn cuộn kéo tới đây chính là một kích của phân hồn cảnh không phải là thứ mà chảm trần có thể so ngay cả tứ chảm cũng chỉ có thể né tránh không theo kịp lão thất phu người đang gây tai họa cho hàn gia ta sớm muộn cũng sẽ tới tìm hàn gia ngươi tính sổ lăng hàn vứt lại một câu rồi nắm nữ hoàng trốn vào trong hắc tháp siêu cấp vô địch độn siêu hai người lập tức biến mất ầm ầm một trường của hàn hồng phi đánh tới hoàn toàn đập hụt mà vốn tổ miếu chỉ bị hủy một nửa dưới một kích này lại hoàn toàn tan rã đây chính là cường giả phân hồn khóe miệng đinh diệu long co giật hắn chỉ cảm thấy liệt tổ liệt tông nhất định sẽ leo lên mộ rồi tìm hắn tính sổ tìm kiếm tung tích của lăng hàn và nữ hoàng đương nhiên không được thất bại hoàn toàn chuyện này khiến cho lăng hàn biết rõ ít nhất cường giả phân hồn cảnh còn chưa có tư cách phát hiện ra hắc tháp lôi hỏa đại đế cũng không có phản ứng gì với hắc tháp như vậy con đường an toàn này có thể giữ tới tiên phủ cảnh nha. Nếu NWS gặp được cường giả thăng nguyên thì phải thận trọng, dù sao tiên vương nhất định có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắc tháp, đây là chuyện tiểu tháp 5 lần 7 lượt dặn dò hắn. Hàn Hồng Phi hết sức tức giận, đường đường là lão tổ dương hồn ra tay, không ngờ lại tay không mà về. Hắn không chỉ muốn bắt Lăng Hàn, dùng chính uy nghiêm của Hàn ra đoạt cơ duyên trên người Lăng Hàn. Đây cực có khả năng là công pháp tiên vu ông. Nếu không phải Hàn gia không muốn để cho người ta chú ý, kỳ thực bọn hắn còn muốn phái ra một vị cường giả tiên phủ tới. Cuối cùng Hàn Hồng Phi lại nhìn thấy nữ hoàng, sau khi nhìn thấy cũng thực sự động tâm, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy quả thực khiến cho tim hắn đập thình thịch, hoàn toàn không kiềm chế được. Đáng tiếc tất cả nguyện vọng của hắn đều thất bại, không có biện pháp tìm thấy người, thực lực của hắn cho dù có thông thiên tới đâu cũng là vô dụng. Chương 1895, đại hắc cẩu mời hắn chưa từ bỏ ý định đào ba tất đất, hắn tuyệt đối không tin Lăng Hàn có năng triển khai bí pháp di chuyển không gian trước mắt hắn như vậy. Như vậy, tổ miếu đinh ra triệt để xong đời, vốn tổ miếu còn có thể trùng kiến, bày linh vị lại. Như vậy 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Thế nhưng tình huống bây giờ chín hắc Hàn Hồng Phi muốn đem mỗi một mảnh gạch ngói đều luyện hóa thành hư vô. Hắn lo lắng thần khí không gian của Lăng Hàn nhỏ vô cùng, muốn vàng thao lẫn lộn chạy trốn. Đinh Diệu Long trắng mặt, nhìn từng linh vị tổ tiên đinh gia bị mạnh mẽ luyện hóa mất trong lòng hắn như nhỏ máu liệt tổ liệt tông hắn không dám ngăn cản chỉ có thể hận lăng hàn tới tận xương tủy đồng thời còn âm thầm thề nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ băm văm lăng hàn thành vạn đoạn hàn hồng phi chẳng những luyện hóa tất cả mọi thứ trên mặt đất một lần sau đó thậm chí còn cạo đi một tầng mặt đất mãi tới khi trên mặt đất có nước ngầm chảy ra hắn đem tổ miếu đinh gia hóa thành một hồ nước sau đó mới bất đắc dĩ buông tha thực sự không tìm thấy tiểu từ kia chẳng lẽ thực sự dùng bí pháp không gian nào đó bí pháp tiên vương hít hắn lập tức biến sắc sau đó lộ ra vẻ đỏ mắt lang hàn kém hắn trọn vẹn một đại cảnh giới bốn tiểu cảnh giới thực lực sai biệt như vậy quả thực lớn tới mức không cách nào hình dung được thế nhưng lại vẫn giấu giếm được hắn bí thuật như vậy thực sự quá trâu bò nếu như hắn đạt được chẳng phải đối mặt với cường giả tiên phủ cảnh cũng không cần phải sợ hãi sao hàn hồng phi chưa từ bỏ ý định Hắn ở lại đinh gia. Dù sao Thọ Nguyên của tiên nhân vô hạn hoàn toàn có thể tiêu hao được. Hắn đánh cuộc, có lẽ Lăng Hàn đang ở gần nơi này. Bởi vì quả thực hắn không có cảm nhận được bất kỳ không gian chấn động nào. Có lẽ Lăng Hàn chỉ tạm thời tiến vào dị không gian, khiến cho hắn không có cách nào phát hiện ra mà thôi. Có Hàn Hồng phi tỏa trấn, hai nhà đoạn, lòng đương nhiên không dám động binh với đinh gia, làm khó dễ chuyện vạn quỷ linh. Bất quá bọn hắn lập tức phái người đi bẩm báo Hắc Nguyệt giáo thậm chí nếu như Hắc Nguyệt giáo không nhúng tay vào được thì bọn hắn sẽ tiếp tục bẩm lên trên. Tà khí như vậy tuyệt đối không thể để cho nó xuất hiện. Lăng Hàn ở trong hắc tháp vài ngày rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cố gắng áp chế khí tức, ngay cả cường giả dương hồn cũng rất khó phát hiện ra hắn. Trừ phi là dùng mắt thường vừa vặn nhìn thấy, khoảng cách quá gần. Tiểu Hàn tử, đi với cậu ra. Chỉ là Lăng Hàn vừa mới xuất hiện không được bao lâu thì đại hắc cẩu không biết từ nơi nào đi ra, người nhảy lên trên vai Lăng Hàn, bộ dáng như là huynh đệ vậy. Mũi chó quả nhiên rất tinh, nhưng mà Lăng Hàn lại sinh lòng cảnh giác, bởi vì đại hắc cẩu này rất xảo trá, ngàn vạn lần không được tin tưởng nó nhiệt tình như vậy. Bằng không sẽ bị nó bán mà còn kiếm tiền cho nó. Sao, hắn thuận miệng nói, cầu ra phát hiện một di tích cổ, bên trong có vài gốc tiên dược. Thế nào, có hứng thú đi với cầu ra một lần hay không? Đại hắc cầu hỏi, Lăng Hàn vô cùng hoài nghi nói có chuyện tốt như vậy ngươi không nuốt một mình sao? Ngươi coi cẩu gia là ai chứ? Đại hắc cẩu gia vẻ ủy khuất, tức giận, Uồng công cẩu gia nghĩ tới ngươi đầu tiên, ngươi lại hoài nghi cẩu gia như vậy. Coi như mắt chó của cậu gia đã mù, tin sai người lòng lang dạ soi như ngươi. Ta nhổ vào, lang Hàn vô cùng xem thường, nói, biểu lộ của ngươi khoa trương như vậy càng khiến cho ta cảm thấy khả nghi. Đại hắc cẩu lập tức im bặt, giơ móng vuốt gãi gãi bụng, cười nói, không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh như vậy, về sau cầu ra muốn gạt ngươi độ khó cao hơn không ít nha nó nâng cái miệng chó của mình lên như vậy không thể được a à. lang hàn lập tức đạp ra một cước đầu chó hoang này thực sự là đáng giận được rồi tiểu tử trong di tích cổ kia có chút nguy hiểm cầu ra muốn ngươi tới canh gác làm tay chân cho cầu ra đại hắc cầu nhảy ra rốt cuộc cũng nói ra sự thực vẻ mặt lang hàn vô cùng hoài nghi đại hắc cầu tuyệt đối không thể nào nói thật nhanh như vậy bất quá tuy rằng đại hắc cầu ti tiện nhưng mà dường như còn chưa từng hại hắn bao giờ. Đi, vậy thì đi, Lăng Hàn gật đầu, nếu như có được tiên dược trợ giúp, tu vi của hắn sẽ tăng lên nhanh hơn. Nếu như có thể dảo bước lên nhị trảm, như vậy đinh ra trừ đinh diệu long ra, không ai có thể cản hắn, đều bị hắn chém dụng. Ngay cả chống lại đinh diệu long hắn cũng sẽ không giống như trước nữa, chỉ có phần trốn tránh. Dù sao cũng có thể trả một hai chiêu nha, ta đã biết rõ trong lòng tiểu tử ngươi là một tạc nhân mà, nhất định sẽ gật đầu đại hắc cầu cười nói một người một chó đi vào trong rừng rậm đại hắc cầu lấy ra từng khối thần thiết loay hoay trên mặt đất bộ dáng như xây thành một tòa tế đàn vậy đây không phải là thần thiết mà là chuẩn tiên kim lang hàn không khỏi đỏ mắt quả thực hắn muốn nhặt thêm mấy khối hắn cũng không quan tâm là chuẩn tiên kim mấy tinh chỉ cần có thể để cho tiên ma kiếm thôn vệ là được rồi chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái cho nên mới hỏi tiểu hắc không phải chúng ta đi di tích cổ gì sao ta nhổ vào bằng vào hai cái đùi của ngươi muốn chạy tới khi nào. Cho dù bổn tọa có thể tùy ý xuyên qua không gian, nhưng mà không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng mơ tới. Đại hắc cầu xem thường, nói, tiểu tử ngươi không hiểu rồi, cầu ra đang xây dựng truyền tống trận, lăng hàn kỳ quái hỏi, không ngờ ngươi lại còn biết bố trí trận pháp sao, đó là đương nhiên, năm đó bổn tọa ồ, đại hắc cầu dừng móng vuốt lại, lại gãi gãi mông. Bổn tọa năm đó thế nào nhỉ? Thật kỳ quái, giống như bổn tọa thiếu một đám lớn trí nhớ lăng hàn tràn ngập đồng cảm địa vị của đại hắc cầu tuyệt đối là bất phàm lúc trước khi nó vẫn là sáng thế cảnh là có thể cắn được tứ trảm lão tổ tuy rằng không thể cắn tới tổn thương nhưng mà có thể cắn được mông cũng là chuyện vô cùng kỳ lạ rồi lăng hàn là yêu nhiệt a à, thế nhưng muốn hắn không có chút tiếng động nào tới gần một vị tứ trảm lão tổ rồi ra tay như vậy đừng nói là sáng thế cảnh không được mà ngay cả hiện tại muốn hắn làm vậy cũng không được ah, ah cầu ra nghĩ không ra đại hắc cẩu phát điên một hồi đột nhiên lại nở nụ cười rất đê tiện chương 1896, dược viên đến đây chúng ta nhanh chóng di chuyển tới di tích cổ kia trở mặt cực nhanh khiến cho lăng hàn hoàn toàn trở tay không kịp đại hắc cẩu bố trí bất lâu hình dáng của một tế đàn đã thành hình nó và lăng hàn leo lên miệng lẩm bẩm nói đó là một đoạn văn tự vô cùng khô khan âm tiết cổ quái lăng hàn thử thuật lại nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra không ngờ hắn lại không thể nhớ kỹ bất luận một câu từ nào ông đúng lúc này tế đàn sáng lên bao phủ một người một chó sau đó khẽ run lên khi quang mang tán đi lang hàn và đại hắc cẩu đã biến mất không thấy gì nữa lang hàn chỉ cảm thấy hoa mắt lúc mở ra hắn đã đi vào trong một sơn lâm cảnh tượng so với lúc trước mặc dù có vài phần tương tự nhưng chỗ khác biệt lại rất nhiều mặt đất bầu trời nơi này cho dù ngay cả lá cây cối cũng càng thêm dày độ cao thì thấp hơn rất nhiều ánh sáng mặt trời không xuyên qua được, Lang Hàn ngẩng đầu nhìn lên, thị lực xuyên qua từng tầng lá cây, có thể nhìn rõ bên trên là một mặt trời đang treo lơ lửng. Phải biết rằng tiên vực không có mặt trời, cả những vì sao trên trời đều không phải là tinh thần chân chính, chỉ là từng khối thiên thạch cực lớn mà thôi. Tiểu Hàn Tử, không nên nhìn đông lại nhìn tây, mau đi cùng cậu ra. Đại Hắc Cẩu làm tư thế tiềm hành, đừng có tạo ra động tĩnh gì. Lang Hàn nhướng mày nói, không phải ngươi bảo đây là một di tích cổ hay sao? còn chưa tiến vào trong, cần gì phải cẩn thận như vậy chứ? Ta nhổ vào, ai nói cho người biết di tích cổ có thể nghênh ngang đi vào. Đại hắc cầu cũng không quay đầu lại, chỉ nói, di tích cổ này đã bị người ta chiếm, cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không căn bản không có khả năng đi vào, bị ai chiếm, lăng hàn hỏi, đại hắc cầu này quả nhiên không đáng tin cậy. Lời nói cũng không có nói hết, không ngờ lại giấu giếm tin tức quan trọng như vậy. Người cũng đừng có quản, dù sao chúng ta đi trộm đồ, người quản là trộm nhà nào làm gì. Đại Hắc Cầu rất không có trách nhiệm nói, Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà ngấm lại di tích cổ vốn là vật vo ô chua, không phải là ai phát hiện trước thì nó là của kẻ đó. Hắn gật đầu, trong lòng không còn gánh nặng, đi theo Đại Hắc Cầu tiến về phía trước. Đi một lúc, Đại Hắc Cầu đột nhiên cười khúc khích, nói. Tiểu tử, nếu như cầu ra lúc đó nói láo, người ngàn vạn lần không nên khó chịu. Lăng Hàn thiếu chút nữa đạp chân lên. Tiểu hắc, miệng ngươi càng ngày càng thối. Hắc hắc, đó cũng phải xem ngươi. Cầu ra cảm thấy khẩu vị của tiểu tử ngươi cũng không nhẹ. Đại hắc cầu không cam lòng yếu thế. Bọn hắn đi một hồi, đại hắc cầu không ngừng dùng mũi người, đi vào một lùm cây. Nó lại dịch chuyển lùm cây ra, bên dưới là một cái động. Bất quá nhìn cái động này thế nào cũng giống một cái động cho chó. Lăng Hàn nhìn nó, sắc mặt có chút cổ quái, nói. Không phải ngươi định cho ta chui vào trong cái hang chó này chứ hang chó thì như thế nào chứ nó chọc giận ngươi sao đại hắc cẩu lập tức giận tím mặt há mồm muốn cắn lăng hàn con mẹ nó ngươi dám xem thường cẩu ra sao lăng hàn lấy một cái đùi gà trong thần khí không gian ra nhét vào trong miệng đại hắc cẩu cũng lấp miệng nó lại đồng thời còn nói ngươi thực sự đáng tin cậy sao có phương thức nào tiến vào di tích cổ như vậy hay không ta nhổ vào cửa chính có trọng binh canh gác không nghĩ biện pháp thì làm sao có thể tiến vào bên trong được chứ đại Hắc cầu chỉ mất hai ba táp đã gặm xong đùi gà còn nữa không cho cầu ra một đùi nó ăn tới nghiện trước tiên làm chính sự lang hàn cự tuyệt đại Hắc cầu dẫn đầu tiến vào hang chó đây là cái hang nó tự mình đào ra đương nhiên rất vừa vặn lang hàn bất đắc dĩ đành phải thu nhỏ thân thể đi vào trong hang chó hang chó rất dài từ đó cũng có thể thấy được cái di tích cổ này vô cùng quan trọng thế lực chiếm cứ canh gác xâm nghiêm phải đào từ thật xa đi suốt hai ngày đại hắc cầu mới dừng lại cái động ở nơi này cao hơn rất nhiều khiến cho lăng hàn có thể biến về hình thể vốn có như vậy cũng không cần lo lắng bị đụng đầu ở dưới cùng huyệt động xuất hiện một bức tường vô cùng cổ quái giống như một bức tranh đang không ngừng biến hóa màu sắc đây là trận pháp phòng hộ của di tích cổ người nhìn cầu ra phá giải đây đại hắc cầu dương dương đắc ý không phải cầu ra nói khoác trên thế giới này trận pháp ngăn cản cầu ra cơ hồ không tồn tại đến đây làm trợ thủ cho cậu ra. Lăng Hàn ở phương diện trận pháp có chút thành tựu, tuy rằng hiện tại còn không có cách nào bố trí trận pháp cấp cao. Nhưng mà nhãn lực lại có, chỉ từ hành động thuần thục của Đại Hắc Cẩu đã biến rõ tạo nghệ trên phương diện trận pháp của nó rất cao. Đầu Đại Hắc Cẩu chết tiệt này học trận pháp, ước nguyện ban đầu nhất định là muốn phá vỡ trận pháp của người khác, tiến vào bảo khố của người ta trôm chìa đồ. Hắn nhất định phải đề phòng đầu Đại Hắc Cầu này. Ồ, tiểu tử, người có ánh mắt gì vậy? đại hát cầu nhìn chằm chằm vào lăng hàn hai chân trước không ngừng động đậy không có gì ta chỉ suy nghĩ về sau trong nhà có nên kiến tạo bí thất bảo khố các loại hay không mà thôi lăng hàn thuận miệng nói như vậy chỉ cần giao cho cầu ra là được tam đoan trên đời này không có bảo khố nào là bảo khố an toàn nhất đại Hắc cầu tin tưởng mười phần ngay cả người cũng có thể phòng tránh sao lăng hàn hỏi làm sao có thể đại hát cầu suy một tiếng nói bổn tọa bố trí trận pháp trận pháp này sao có thể ngăn cản được bổn tỏa chứ? Lăng Hàn thì thở dài nói, người ta muốn phòng chủ yếu là ngươi a, à. gâu, không ngờ ngươi lại không tin bổn tỏa. Đại hắc cầu mở mồm muốn cắn, chỉ là hai móng vuốt trước của nó đang bận rộn, chỉ có thể xoay đầu sang chỗ khác, cho nên không thể nào tới gần được. Ông, đúng lúc này trên trận pháp của di tích cổ xuất hiện một lỗ hồng, như là vòng xoáy. Nhanh tiến vào, Lăng Hàn và Đại hắc Cẩu đồng thời xông vào, lập tức có một đám linh khí nồng đậm tới mức không thể nào hình dung được đánh úp lại, khiến cho mỗi một cọng lông tóc toàn thân lang hàn cảm thấy thư thái. Bọn hắn xuất hiện trong một tòa dược viên, bên trong một khối linh điền. Ở trong này có đủ loại thần dược, linh khí như là biển, nếu như người cảnh giới thấp tiến vào, chỉ sợ hít một cái, ngay cả sinh khí cũng không chống đỡ được mà nổ tung. chương 1897, Thất Mệnh Thiên Vân Lang Hàn để cho nữ hoàng đi ra, bọn hắn trước mắt đều cần tích lũy nguyên lực. Tuy rằng tầm quan trọng của nó đã giảm bớt, thế nhưng nguyên lực quá yếu cũng không được, không chống đỡ nổi quy tắc. Ồ, Mỹ nữ, đại hắc cầu phất phất tay chó, bất quá cũng không dám làm càn. Bởi vì bất luận kẻ nào trước mắt nữ hoàng đều khó có khả năng sinh ra tâm tư khinh nhờn. Khí thế của nữ hoàng quá mức cường đại, rất cao quý, quá ung dung. Nữ hoàng không thèm chú ý khiến cho đại hắc cầu chỉ có thể ngượng ngùng gãi mông mà thôi. Nơi này tuy rằng là dược viên, bất quá cao cấp nhất cũng chỉ là thần dược nhị thập giai mà thôi. Lăng Hàn quét mắt một vòng, dùng khẩu vị của hắn hiện tại, dược liệu chưa đủ năm hắn không cần, hắn chỉ cần tiên dược. Phải có kiên nhẫn, đại hắc cầu nói, ngươi cho rằng tiên dược là rau cải trắng sao, coi như thế lực tiên vương cũng không có khả năng trồng khắp nơi. Có hơn 10 loại cũng đã không tồi rồi, vậy trong này thì sao? Lăng Hàn hỏi, theo như bổn tọa phỏng đoán, một hai gốc có lẽ cũng có. DSDC phỏng Donna tiên dược không phân giá trị cao thấp, chỉ là quy tắc ẩn chứa bên trong khác biệt, cho nên nếu có phân thì chủ yếu vẫn là năm. Năm càng nhiều, quy tắc ẩn chứa bên trong càng nhiều, đương nhiên cũng càng thêm chân quý. Bọn hắn một đường tiến lên, Lăng Hàn cũng không có ghét bỏ mà thành thục thu dược liệu vào trong hắc tháp. Thần dược đối với hắn vẫn còn có một chút tác dụng, ít nhất cũng có thể tăng tích lũy nguyên lực lên. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà chân muối tuy nhỏ nhưng cũng là thịt nha. Dược viên trong này không chỉ có một mảnh, khi bọn hắn càn quét hết một đám leo tường đi tiếp bước về phía tòa dược viên bên cạnh thì đã thấy có một nam tử trung niên đang thi pháp thúc đẩy dược liệu sinh trưởng lập tức mấy người trừng mắt với nhau cảnh tượng cổ quái không nói nên lời lăng hàn tay mắt lanh lẹ đánh ra một trưởng đánh ngất người nọ hắn nhìn về phía đại hắc cầu nói cho chết quả nhiên thứ có thể khiến cho ngươi xem trọng không tầm thường chút nào nào có phải di tích cổ gì rõ ràng là một dược viên của đại giáo người trung niên vừa bị đánh ngất xỉu kia đương nhiên là dược nông vừa rồi lăng hàn nhìn thấy rõ hắn ta đang thi triển một loại pháp thuật rút quy tắc thiên địa rót vào trong dược liệu hai mắt đại hắc cầu xoay chuyển rất nhanh nó vào đầu bước tai một chút rồi thừa nhận tiểu tử ngươi thông minh nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện cầu ra bội phục lăng hàn im lặng con chó chết tiệt này hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ đã tới rồi hơn nữa trong túi ngươi cũng có không ít tăng vật hiện tại có muốn thu tay cũng không còn kịp Đại hắc cầu ra vẻ ngươi đã bị kéo xuống nước, cũng đừng có giả vờ thuần khiết. Đến đây đi, chúng ta đi tìm tiên dược. Lăng Hàn thở dài, hắn cũng cảm thấy ý chí mình không kiên định, không ngờ lại bởi vì đề nghị này mà trong lòng dục dịch. Đi, hắn nói, đúng như đại hắc cầu nói, hiện tại hắn đã lên thuyền giặc, vậy thì làm giặc một lần đi. Nữ hoàng thì không thèm để ý, trong suy nghĩ của nàng, toàn bộ tất cả những thứ trong thiên hạ đều là của nàng. Mà Lăng Hàn lại là nam nhân của nàng, như vậy có thứ gì không thể lấy cơ chứ. Bọn hắn tiếp tục đi tới, cũng một đường thu hoạch dược liệu. Trên đường gặp mấy dược nông, đều bị lăng hàn đánh cho ngất xỉu rồi thu vào trong hắc tháp. Đợi sau khi rời khỏi mới lại thả ra. Hai ngày sau, trong lúc bọn hắn trên đường đi lập tức nhìn thấy có một đạo quang mang màu trắng xẹt qua, tốc độ nhanh vô cùng. Lăng hàn nắm bắt quỹ tích, hắn nhìn thấy đây là một đầu nai con, thân bất quá chỉ có ba thốn, thực sự là nhỏ tới mức thương cảm mà màu da của con nai này cơ hồ trong suốt chỉ có thể nhìn thấy rõ trong cơ thể nó còn chưa có lục phủ ngũ tạng mà chỉ là một quả hạt giống mà thôi thất mệnh thiên vân lang hàn lập tức kêu lên đầu nai con này không phải là nai chính thức mà là một gốc thần dược gọi là thất mệnh thiên vân cả đời nó phải trải qua bảy lần lột xác mỗi một lần đều biến thành một loại hình thái như hình dáng con nai hiện tại vậy hình thái khác biệt quy tắc ẩn chứa bên trong cũng hoàn toàn khác biệt có thể nói là một loại tiên dược cực kỳ thần kỳ thất mệnh thiên vân chỉ cần đi vào hình thái đầu tiên cũng có nghĩa là thành thục hoàn toàn có thể ngắt lấy chỉ là hình thái khác biệt quy tắc nhận được cũng khác biệt cụ thể như thế nào thì lăng hàn cũng không biết chuyện này có liên quan tới hoàn cảnh sinh trưởng của tiên dược này bởi vì loại tiên dược này có chân có thể tùy ý chạy loạn khắp nơi con nai cũng quay đầu nhìn về phái lăng hàn đột nhiên mở miệng nói số tiểu tử đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn lộc gia nhà ngươi coi chừng lộc gia làm ngươi nát cúc hoa cái này, Lăng Hàn rất có cảm khái lệ rơi đầy mặt, sao những thứ hắn gặp phải đều không đi theo lẽ thường chứ? Di tích cổ sinh biến có khó hiểu, hiện tại gặp một gốc thần dược, không ngờ vừa mở miệng lại nói lời đầy lưu manh. Tiên dược, ngoan ngoãn tới miệng cầu ra đi, hai mắt đại hắc cầu lập tức tỏa sáng, bổ nhào về phía thất mệnh thiên vân. Chó chết, ngươi mấy trăm năm rồi không có mở miệng vậy. Lộc ra của nhà ngươi cũng bị ngươi làm cho thối chết vẻ mặt con nai này tràn ngập vẻ chán ghét bốn chân vung ra lập tức chạy trốn lăng hàn nữ hoàng đại hắc cầu lập tức vội vàng đuổi theo siêu 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 tốc độ của bọn hắn cực nhanh lăng hàn và nữ hoàng đều thu điện thiểm tốc độ đương nhiên tăng lên rất nhiều đại hắc cầu thì càng không cần phải nói nó có thể tùy ý di chuyển giữa không gian ban đầu khi còn là sáng thế cảnh đã khiến cho tứ trảm lão tổ cũng phải đau đầu không đuổi theo nổi thế nhưng cho dù là vậy bọn hắn cũng không thể đuổi theo đầu nai con này bởi vì gốc tiên dược này vô cùng thần kỳ, sau khi nó chạy qua, trên mặt đất sẽ có vô số dây leo sinh ra, quấn quanh ba người lăng hàn. Tạo thành phiền toái nhất định cho ba người lăng hàn, chỉ cần có chút chậm trễ trong nháy mắt, dùng tốc độ của gốc tiên dược này cũng đủ để giữ một khoảng cách với đám người lăng hàn. Một đám cặn bã, còn muốn ăn lộc ra ra các ngươi sao? Hay là ăn tạm đất của lộc ra vậy? Đầu nai con kia vừa chạy vừa quay đầu lại trào phúng, vẻ mặt vô cùng hung hăng càn quấy chương 1898, tiên dục chỉ thưởng. Nữ hoàng giận dữ, bàn tay trắng nõn dương lên phát động công kích. Lập tức, kiếm khí tung hoành, bổ thiên trảm địa. Tiên dược kia sợ tới mức phun ra vài giọt dược dịch, vẻ mặt xanh lại. Người khác gặp tiên dược như nó đều nghĩ tất cả biện pháp muốn bắt, nhưng lại không dám có bất kỳ hành động nào khác. Bởi vì nó là tiên dược A, vô luận chịu tổn thương nào cũng là tổn thất cực lớn. Tâm tính như vậy lại thêm đủ loại thủ đoạn của nó, tuy rằng đã sớm thành thục, nhưng mà ở dược viên như vậy, khi gặp mấy siêu cấp cường giả, nó chỉ cần phóng chút máu ra người ta đã không nỡ ăn nó rồi. Thế nhưng nữ nhân này cũng quá không thương hoa tiếc ngọc, bộ dáng như thể không đánh chết nó không thôi. Khiến cho nó bị dọa cho phun ra vài giọt tiên dịch. Con mẹ nó, hù chết ta rồi. Tay mắt lăng hàn nhanh nhẹn, lập tức thu vài giọt tiên dịch kia vào trong bình ngọc. Trên mặt hắn cố chút cổ quái, đây đúng là bảo dịch trong cơ thể tiên dược, nhưng vấn đề là vừa rồi lại là từ sau mông con nai kia phun ra nghĩ một màn như vậy khi hắn ăn nhất định sẽ vô cùng oán hận hắn kỳ quái sao trung quy mình luôn gặp những thứ cổ quái như vậy chứ đầu hàng ta đầu hàng nai con kêu gào thảm thiết không được đuổi theo lộc da nếu như các ngươi muốn tiền dược lộc da cho các ngươi một ít ngàn vạn lần không nên giết lộc da nó cực kỳ sợ chết trong lòng lăng hàn khẽ động chúng ta cũng không muốn làm tổn thương ngươi không bằng lăn lộn cùng ta ta có một tòa dược viên bảo đảm ngươi sẽ thích Vẻ mặt Nai con tràn ngập vẻ chán ghét. "Ồ, vẻ mặt nữ hoàng lạnh lùng lại giơ tay lên. Thích, đương nhiên ta rất thích rồi." Nai con lập tức ra vẻ vô cùng kiên định, bộ dáng như ai không cho ta thích ta sẽ liều với kẻ đó. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, nói: "Đây là người thân của ngươi sao?" Đại Hắc Cẩu gãi gãi mông, nói: "Xem như thế đi, xem con mẹ ngươi, lộc gia cũng không có thân thích xấu như ngươi." "Ngươi nhìn xem, ngay cả hai cái răng cũng lộ ra." có bao nhiêu xấu xí chứ. Công lực kéo cửu hận của nai con cũng là nhất lưu, bắt đầu trêu chọc đại hắc cẩu. Con mẹ nó, cẩu ra muốn ăn tiểu tử này. Đại hắc cẩu nhe răng, đừng cản cầu ra, nếu không phải có lăng hàn nắm lấy đuôi nó, nhất định nó đã lao ra. Đừng làm rộn, lăng hàn thu thất mệnh thiên vân vào tròn hắc tháp. A -Hát, lão tổ tông, nai con nhìn thấy luân hồi thụ lấp tức sợ hãi, quỳ phịch xuống dưới gốc cây. Đầu cọ sát lung tung một hồi, sau đó nó không khỏi có chút kỳ quái không đúng a à, gốc mẫu thụ này rõ ràng đã lớn lên, nhưng vì sao còn chưa có linh trí. Giống như chỉ mới sống mấy trăm năm vậy, quả thực nó đoán không sai, luân hồi thụ bị tiểu tháp dùng bí pháp sinh trưởng từ lúc còn là hạt giống cho tới trạng thái bây giờ, trên thực tế tuổi so với lăng hàn còn ít hơn. Lăng hàn lại cả kinh, không nhịn được phải hỏi tiểu tháp một câu. Luân hồi thụ cũng là thiên địa bổn nguyên sao? Không sai, tiểu tháp sảng khoái gật đầu, bất quá gốc này bị ta thúc đẩy sinh trưởng còn xa mới hình thành bổn nguyên chi lực thành phẩm cho nên bây giờ ngươi cũng không có khả năng rút ra bổn nguyên chi lực như vậy cần phải có bao lâu lang hàn hỏi ít nhất cũng phải mấy nguyên niên tiểu tháp thản nhiên nói Lăng hàn lắc đầu đây quả thực là thứ không thể nào trông cậy vào a à. vài ước năm cũng đã quá dài có lẽ tìm một gốc luân hồi thụ khác còn có thể nhanh hơn một chút trong tiên vực tiên vương sống hơn một kỷ nguyên cũng không có quá nhiều bất kể nói như thế nào thất mệnh thiên vân đối với hoàn cảnh trong hắc tháp cực kỳ thỏa mãn. Dược liệu ở nơi này cũng không ít, đủ để cho nó xưng vương xưng bá, có một đám tiểu đệ có thể sai bảo, hơn nữa còn có một gốc mẫu thụ, đây là ngọn nguồn của tất cả tiên dược trong thiên hạ. Thất mệnh thai Yên vân và lăng hàn ước định, mỗi một ngàn năm sẽ cho lăng hàn một ít tiên dịch. Nhưng mà lăng hàn cũng cảnh cáo nó, tuyệt đối không thể phun ra từ đằng sau mông. Nghe gốc tiên dược này nói, nơi này còn có một gốc tiên dược, không hợp với nó, chỉ cần vừa gặp mặt là lập tức đánh nhau. Gốc tiên dược còn lại này gọi là Diệt Tiên Tuyệt, bên trong hoàn toàn quy tắc độc hệ, phàm là những nơi nó đi qua, sinh linh vạn dặm đều diệt. Bởi vậy những dược liệu ở nơi này đều vô cùng sợ hãi Diệt Tiên Tuyệt. Cầu Thất Mệnh Thiên Vân ngăn cản Diệt Tiên Tuyệt đi loạn khắp nơi. Hai gốc tiên dược vì vậy mới đánh nhau, cũng có một bộ phận suy nghĩ muốn làm lão đại bên trong. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không để ý tới, đối với quy tắc độc hệ hắn không có chút hứng thú nào. Hơn nữa đều là tiên dược cho nên thất mệnh thiên vân không sợ độc tính, nhưng hắn lại không thể. Nếu muốn đi thu diệt tiên tuyệt, như vậy khả năng hắn bỏ mạng rất lớn. Ngay cả đại hắc cầu cũng lắc đầu, muốn thu tiên dược như diệt tiên tuyệt, vậy thì ít nhất cũng phải là cường giả tiên phủ cảnh mới có thể làm được. Tiên dược tới tay, đi ra thôi. Lăng Hàn nói, tiểu tử, ánh mắt người quá thấp rồi, chỉ là một gốc tiên dược, sao có thể đủ được chứ? Đại hắc cầu suy một tiếng, nói, nơi này có khá nhiều thứ tốt, phía trước là bảo khố chẳng lẽ ngươi không muốn chuẩn tiên khí sao quả thực lăng hàn không có nhu cầu cao về chuẩn tiên khí nhưng mà đối với thần thiết đỉnh cấp chuẩn tiên kim lại có hứng thú rất lớn nghĩ tới việc đã làm tặc hắn cũng không ngại làm thêm một lúc chờ sau này hắn trở thành tiên vương lại báo đáp là được đây là câu nói của hắn nói với bản thân mình đại hắc cầu quen việc dễ làm mang theo hai người đi vòng một hồi rất nhanh bọn hắn đã đi ra khỏi dãy núi phía trước xuất hiện một quần cung điện liên miên không dứt đều là chỗ để bảo vật a à. đại hắc cầu nhìn từ cao xuống dưới mắt chó sáng lên có trận pháp thủ hộ Lăng hàn liếc mắt nhìn một cái rồi nói trước mặt bổn tỏa, thiên hạ không có trận pháp đại hắc cầu ngạo nghễ nói bọn hắn đi tới tòa cung điện đầu tiên đại hắc cầu lập tức bắt đầu phá trận Lăng hàn cũng trợ giúp một hai một người một chó chung sức hợp tác rất nhanh đã phá vỡ một đường nhỏ trên trận pháp bên ngoài cung điện tiểu tử ngươi trời sinh làm tặc đại hát cầu khen, quả nhiên mồm chó không mọc được ngà voi, lời tán dương từ trong miệng ngươi ra sao lại làm ta không được tự nhiên như vậy chứ? Lăng Hàn phất phất tay nói, chương 1899, tiên dục trì hạ. Bọn hắn tiến vào trong cung điện, đây là kho tài liệu. Bên trong dùng vải vóc làm chủ, còn không phải là mặt hàng bình thường. Đều là tơ do tiên thú nhả ra, còn có da lông bệnh thành. Nhưng mà đây vẫn không thể được gọi là tiên liệu, chỉ có thể được coi là chuẩn tiên liệu chỉ có tiên vương cấp mới xứng với tiên liệu, nhưng mà chuẩn tiên liệu cũng vô cùng bất phàm, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không khách khí, hắn lấy đi tất cả. Đại Hắc Cẩu và Lăng Hàn đoạt chẳng những nhồi nhét vào thần khí không gian mà còn quấn quanh trên cơ thể, quả thực là dạng chó hình người. Bọn hắn vơ vét toàn bộ cung điện, sau đó lại đi cung điện thứ hai. Phá vỡ trận pháp tiến vào, chỉ thấy bên trong là từng cái ao. Ồ, ba người Lăng Hàn đều kinh hô, những cái ao này quá bất phàm, tản ra quang mang đại đạo quy tắc hóa thành thực chất như là cá đang bơi trong nước vậy tiên dục trì đại hát cầu quát to một tiếng lập tức siêu một tiếng nhảy vào trong tiên dục trì cái chân chó mở ra không ngờ lại bơi bơi trong ao hấp thu tinh hoa quý giá của tiên dục trì lang hàn và nữ hoàng cũng liên tục nhảy vào đáng tiếc thiên phượng thần nữ không có phúc hưởng chỗ tốt như vậy sảng khoái đạo đạo dùng tiên dục trì làm cầu nối tiến vào trong cơ thể giống như là người được thiên địa thụ nghiệp vậy giải thích nghi hoặc khi đó cho dù là người ngu thì tu vi cũng có thể tăng vọt lăng hàn không khỏi khiếp sợ đây là thủ đoạn nghịch thiên tới nhường nào chứ hắn càng thêm hiếu kỳ đây là bảo khố của đại giáo nào không ngờ thủ bút lại lớn tới như vậy trong hồ nước này không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo vật có tiên dược cao cấp nhất thậm chí còn có một gốc tiên dược đỉnh tiêm còn có tinh hoa tiên thú lăng hàn thông qua hấp thu tiên chỉ dịch lập tức nhìn thấy một cái sừng là sừng của một đầu tiên thú bị mai thành phấn lại bị cường giả luyện hóa sát khí trong đó cuối ưu mới có thể hóa thành dược trì chỗ tốt vô cùng lời lớn lời lớn ba người lăng hàn đều không khỏi rên lên một tiếng cố gắng hấp thu bảo dịch bên trong cái ao như vậy tổng cộng có 10 cái 7 ngày sau đó lăng hàn hút sạch tinh hoa trong cái ao đầu tiên hắn leo ra tiến vào cái ao thứ tư hai ngày sau nữ hoàng và đại hắc cầu cơ hồ cùng lúc đi ra tiến vào cái ao thứ năm và thứ sáu bởi vậy có thể thấy được khí lực của lăng hàn vẫn là mạnh nhất tiên thai của nữ hoàng có thể hóa ra chín hóa thân chia sẻ, cùng nhau hấp thu dược lực. Bất quá không ngờ đại hắc cẩu này cũng yêu nghiệt vô cùng, chuyện này có chút kinh người. Chẳng lẽ nó cũng là tiên thai hay sao? Nghĩ một đầu chó hoang cũng là tiên thai, lúc này Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hai chữ tiên thai này cũng quá âm u. Tranh lệch rất nhanh đã biến lớn, khi Lăng Hàn tiến vào trong cái ao thứ bảy, suốt ba ngày sau, nữ hoàng và đại hắc cẩu mới đi ra khỏi cái ao trước đó, tiến vào cái ao thứ tám và thứ chín. Mà khi Lăng Hàn tiến vào cái ao thứ 10, hấp thu được một nửa dược lực bên trong thì nữ hoàng và đại hắc cẩu mới tiến vào. Ba người cùng nhau phát lực, rất nhanh đã hấp thu sạch sẽ dược lực bên trong cái ao thứ 10. Trong cơ thể Lăng Hàn sinh ra một cỗ nhiệt lực, lập tức khiến cho quần áo được hong khô. Hắn nấc một cái, chỉ thấy có quang mang đại đạo hóa thành thần quang phun ra, đó là hiện tượng của đạo tác trong cơ thể hắn quá mức hùng hậu, còn chưa kịp tiêu hóa xong cho nên mới hiển hiện bên ngoài cơ thể. Không có biện pháp ai bảo bọn hắn làm trộm chứ? Đương nhiên phải cố sức ăn hết trước, sau đó mới lại chậm rãi tiêu hóa. Những ao này không thể huyền đi được, bằng không lăng hàn nhất định sẽ mang đi rồi mới từ từ hấp thu. Làm như bây giờ kỳ thực rất là lãng phí. Cạch, đúng lúc này cửa cung điện mở ra, có một người đi vào. Đó là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng anh Tuấn, vẻ mặt hắn vô cùng chờ mong, vô cùng hưng phấn. Thế nhưng khi phát hiện trong cung điện còn có hai người một chó, sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Chuyện này có thể tưởng tượng được, bởi vì quá mức bất ngờ. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn phát hiện ra thế giới này thực sự quá là nhỏ. Người nọ là Hàn Kỳ, chẳng lẽ nơi này là bảo khố của Hàn gia? Hàn Kỳ ngây ra như phóng, hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình được nữa. Nơi này chính là bảo khố của Hàn gia, cũng là địa phương thủ vệ xâm nghiêm nhất. Đừng nói người ngoài căn bản không có khả năng tiến vào, coi như là người Hàn gia cũng không có bao nhiêu người có thể tiến vào nơi này. Nhưng mà hắn là nhi tử nhỏ nhất của gia chủ Hàn gia, cho nên lúc này mới được chiếu cố. Bản thân lại vừa mới chạm trần thành công, tiến vào trong tiên dục trì này ôn dưỡng, chẳng những có thể củng cố vững chắc cảnh giới mà còn có thể khiến cho thực lực tăng thêm. Chờ hắn đạt tới nhất chạm trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, hắn sẽ đi tìm lăng hàn, đem thù lúc trước tự tay báo lại đối phương. Chỉ cần tắm rửa bên trong cũng khiến cho tu vi tăng nhanh chóng, người thấy lợi hại không? Hắc hắc, đây chính là nội tình của thế lực tam tinh. Thế nhưng Hàn Kỳ tuyệt đối thật không ngờ, khi đẩy cánh cửa này ra, hắn lại nhìn thấy ba người bên âm ngoài. Mà càng khiến cho hắn kinh ngạc đó chính là một người trong đó lại là Lăng Hàn. Chuyện này, sao lại, có khả năng, trong đầu hắn dù lật đi lật lại cũng chỉ có mấy chữ này mà thôi. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể được chứ? Ít nhất sau mấy hô hấp hắn mới kịp phản ứng, mà ba gia hỏa này không ngờ lại hút sạch hoàn toàn tinh hoa trong tiên dục trì. Nhìn màu sắc của ao đã biết rõ, tuyệt đối là biến thành nước trong. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên xám trắng, đây chính là tiên dược trì A. Nhưng bây giờ lại bị cửu nhân hút sạch, chuyện này khiến cho trong lòng hắn như muốn nứt vỡ. Ngươi, 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 hắn chỉ vào lăng hàn, toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói một chữ cũng không xong. Lăng hàn ồ một cái, nhìn về phía đại hắc cầu nói. Ngươi đã sớm biết đây là Hàn gia. Đúng vậy, ngươi cho rằng cầu gia nhàn rỗi, nhàm chán tùy tiện chọn nơi sao. Đại hắc cầu tùy ý nói. Lăng Hàn cười ha hả, nói. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi làm một chuyện tốt đo, s. Ta nhổ vào, từ trước tới nay cầu gia luôn làm chuyện tốt, người đức hạnh điển hình chính là cầu gia A. Đại hắc cầu không có liêm sỉ nói.